Hello mọi người, đã quay lại với kênh của Alan Anime và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ anime đình đám Slam. Tuy chỉ với thân hình bé nhỏ nhưng mà độ bá đạo của nhân vật chính là không cần bàn cãi. Chi tiết thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi các tập phim sau đây nhé. Tập 1. Mikami Satoru là một anh chàng 37 tuổi đang có một cuộc sống bình thường như bao người khác ở một thành phố lớn hiện đại. Nhưng mà xui cái là tên này 37 năm trời mà vẫn còn nguyên zin. Anh ta chưa từng cưa cẩm được một cô gái nào từ trước đến giờ cả. Cuộc sống của anh luôn nhàm chán và nối tiếp nhau như một cỗ máy. Một hôm, hai đồng nghiệp cấp dưới của anh là Miho và Tamura đến mời tên Epa này đi ăn. Anh chàng cũng cảm thấy tủi thân khi nhìn cặp đôi sắp cưới này. Trên đường đi thì bất ngờ có một tên cầm dao lao đến tấn công họ. Mikami đã đẩy đàn em của mình ra và vô tình nhận phải nhát dao chí mạng. Anh lập tức gục ngã ngay sau đó. Có một giọng nói lạ từ trong đầu anh vang lên. Đây cũng là một trong những thứ giúp anh chàng này trở nên bá đạo sau này. Nó chuyển hóa những nỗi đau mà anh đang phải trải qua thành những kỹ năng mới trong tương lai. Sau khi đã thu thập đủ các dữ liệu thì anh cũng chút hơi thở cuối cùng. Trước khi đi, anh chàng cũng kịp tặng cho Tamura cái máy tính của mình xem như là quà cưới cho đàn em và dặn anh xóa bộ nhớ trong trước khi sử dụng. Không biết lộn này chứa gì trong bộ nhớ mà sợ người ta biết nữa ha. Sau khi chết, Mikami rơi vào một khoảng không gian lạ. Anh không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì những hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ ra trước mặt của anh. Trong hình dạng mới này, Mikami không thể nói được, anh chỉ có thể cảm nhận khi tiếp xúc với những thứ xung quanh. Tất cả những gì anh chạm vào đều được hấp thụ vào bên trong. Lúc này thì anh đã biết được rằng mình chết và chuyển sinh thành một bọng nước nhỏ. Giọng nói kỳ lạ kia lại xuất hiện, nó là kỹ năng đại hiền nhân mà Mikami đã có được sau khi được tái sinh. Giải thích cho mọi người biết là kỹ năng đại hiền nhân này giúp phân tích và thu thập các vật chất mà bọng nước hấp thụ được rồi cải tiến thành mấy cái khiêu bá đạo. Những thảo dược mọc ở hang động đều được trái bóng này hấp thụ và chuyển thành thuốc giải độc dự trữ trong cơ thể. Không những thế, những quặng khoáng sản ở gần đó cũng được hấp thụ luôn. Những cơn đau do va chạm cũng được vô hiệu hóa với khả năng của đại hiền nhân. Ngoài ra còn có kỹ năng tự phục hồi nữa chứ, vậy là bất tử bà luôn rồi còn gì nữa đâu mà chơi ông nội ơi. Đang lay hoay trong hang động thì bóng của một con quái vật khổng lồ xuất hiện, nó đã bị giam cầm ở đây suốt 300 năm. Thấy được người bạn mới, quái vật đã tặng cho bọng nước ma nhãn để có thể nhìn thấy được vạn vật xung quanh, chỉ đổi lấy điều kiện là Mikami sau khi trông thấy con quái vật không được hoảng sợ mà phải làm bạn với hắn. Sau khi có ma nhãn, bọng nước đã có thể nhìn thấy được mọi thứ, kể cả con quái vật trước mặt mình. Thì ra đó là một con rồng khổng lồ Cuồng Phong Long Vrodora, một trong bốn con rồng mạnh nhất trái đất. Ngoài Mikami được tái sinh ra thì ở thế giới này cũng có nhiều người khác được triệu hồi đến, bọn họ được gọi là kẻ ngoại lai. 300 năm trước, khi mà Vrodora đang hủy diệt một thành phố lớn, cũng có một vị anh hùng bất ngờ xuất hiện và phong ấn hắn ta trong hang động này. Khác với những kẻ ngoài lai, vị anh hùng này được mệnh danh là Triệu Hồi Gia. Vì sức mạnh quá lớn nên để triệu hồi được cần đến 30 pháp sư hợp lực cùng một lúc. Để đảm bảo Triệu Hồi Gia tuân theo lệnh của mình, các pháp sư đã yểm một lời nguyền tàn ác lên thân xác của họ. Như lời đã hứa, sau khi nhận được ma nhãn, bọng nước đã kết bạn với Vrodora. Anh cũng không tin rằng mình có thể kết bạn được với một con rồng sau khi kết thúc cuộc sống tẻ nhạt của mình. Bọng nước đang rất hứng khởi bắt đầu hành trình mới ở thế giới này. Tập 2. Chán ghê á, kiếp trước đã không được nắm tay gái rồi kiếp này mới tái sinh lại làm bạn với quái vật. Nhưng mà Vrodora cũng sẽ biến mất sau 100 năm nữa, pháp lực của hắn đã dần cạn kiệt theo thời gian. Bọng nước đã thử dùng kỹ năng săn mồi để hấp thụ kết giới phong ấn nhưng lại không được. Bọng nước đành bàn bạc lại với giọng nói bên trong mình, kỹ năng gì mà như kiểu ảnh của một cô thư ký riêng bên trong đầu của mình á. Sau khi nhận ra được các lời khuyên của thư ký thì bọng nước cũng đưa ra được quyết định hết sức ngạc nhiên, anh chui vô bụng tôi đi nha. Kỹ năng hấp thụ sẽ giúp bọng nước phân tích khả năng phá hủy kết giới từ bên trong cơ thể. Con rồng nghe xong cũng bật cười nhưng mà hết cách rồi, dù sao đó cũng là tia hy vọng cuối cùng của hắn sau 300 năm giam cầm. Vrodora đồng ý trước lời đề nghị của bọng nước. Trở thành bạn nhưng mà vẫn không biết phải xưng hô như thế nào, bọng nước đã đặt tên cho Cuồng Phong Long là Vrodora Steinbeck. Hắn ta cũng rất hứng khởi khi nhận được cái tên này. Hắn cũng đã đặt tên cho bạn của mình là Rimuru, đây cũng sẽ là tên của Mikami ở thế giới này sau khi được tái sinh. Hoàn thành nghi thức cắt máu ăn thịt anh em chiến hữu, Rimuru đã sử dụng kỹ năng hấp thụ của mình bao trọn toàn bộ kết giới lẫn con quái vật. Quả cầu khổng lồ nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ vào bên trong bọng nước. Hang động nơi anh được tái sinh nằm trong khu rừng Jura. Xung quanh khu rừng là một số quốc gia hùng mạnh, trong số đó có vương quốc Lumen. Việc biến mất của Cuồng Long Vrodora đã ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Sự kích động của lũ quái vật gần đó đang khiến cho mọi người lo lắng. Họ đang phải quyết định cử người đến hang động do thám để xem xét tình hình. Rimuru thì vẫn không biết được tình hình đang hỗn loạn bên ngoài và đang mãi rong chơi trong hang động. Thông qua việc tiếp xúc để giúp cho thư ký của anh phân tích và tạo thành các kỹ năng mới và kết hợp chúng lại thành những combo cực bá đạo.
Những con quái vật gần đó đã không còn là vấn đề to tát gì nữa. Sau khi đánh bại, bọn nước còn ăn luôn cả con quái vật để học những kỹ năng của chúng. Ăn sống như là sushi vậy á, mà vị nó hơi kỳ kỳ thì phải á. Sau khi nuốt chửng những quái vật đã bị đánh bại, Rimuru có thể biến thân thành chúng và sử dụng những kỹ năng đó tùy thích. Cứ như vậy, cậu liên tiếp xúc mấy con khác và đến cổng ra của hang động. Lúc này thì những người do thám của nước Furman cũng đến và mở cổng ra. Nhờ ma nhãn mà bọn nước có thể phân tích và hiểu được những gì họ nói. Trời ơi, phải chi tôi cũng có cái này thì hồi đó học tiếng Anh đâu có khổ đâu trời. Nhưng lúc họ không để ý, Rimuru đã thoát ra ngoài. Vừa đi được ít lâu thì lại gặp một nhóm yêu tinh xuất hiện cản đường. Nhưng họ có vẻ sợ hãi trước bọn nước nhỏ xíu này. Vũ khí thì thô sơ, trong họ cũng không có vẻ gì là đáng sợ. Không kiểm soát được giọng nói vừa học được, Rimuru lỡ mở volume lớn quá, vô tình dọa mọi người hoảng hốt một phen. Lũ yêu tinh mau chóng gọi anh là đứng bề trên và mời về làng cứu giúp. Ngôi làng của họ cũng khá tồi tàn, có vẻ người dân ở đây đều cơ cực trong cuộc sống. Họ bị lũ quái vật quanh đây liên tiếp gây rối. Dù đã chống cự nhưng mà vẫn không thể thắng được lũ quái vật. Nãy giờ không để ý, sau khi bật ma nhãn, Rimuru mới biết được sát khí khổng lồ mà mình tỏa ra. Cái này chắc đại ma đầu quái vật luôn chứ quái vật gì nữa. Hàng gì tất cả đều khiếp sợ bọn nước nhỏ xíu này. Trưởng làng đã nhờ Rimuru bảo trợ đánh đuổi lang tộc xâm chiếm họ bao lâu nay. Rất nhiều người đứng lên để kháng cự nhưng mà tất cả đều bị thảm sát, thương vong vô số. Trong số đó có cả con trai của trưởng làng đã anh dũng hy sinh bảo vệ làng mình. Rimuru đã đồng ý giúp đỡ lãnh đạo làng yêu tinh chống lại lang tộc và kể từ đó anh cũng trở thành chủ nhân của làng yêu tinh này. Tập 3. Chẳng trông đợi gì được nhiều với mấy tên mặt mũi ngáo ngơ này, nhìn ai cũng ngờ nghệch và yếu ớt, nhưng mà ý chí chiến đấu cũng quyết tâm hơn bao giờ hết. Bọn nước đi đến lều nơi những người bị thương, nhờ số thuốc mà mình đã thu thập được trong hang động, mấy tên yêu tinh như gặp hoa đà tái thế, tất cả vết thương của mọi người đều được lành lại, chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới. Bên ngoài, lang tộc cũng đã tiến đến trước làng. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt trước hàng rào yêu tinh dựng lên. Những con sói tiên phong cũng bị bẫy của Rimuru đặt sẵn hạ gục. Sói đầu đàn đã điên cuồng lao đến bọn nước, nhưng mà cũng bị tơ nhện khống chế lại. Rimuru tung ra đòn kết liễu tinh chỉ huy và nuốt hắn vào bên trong bọn nước của mình. Sau khi phân tích hết các kỹ năng, cậu biến thành sói đầu đàn và gầm lớn. Tiếng gầm đã khiến cho những con sói còn lại phải khiếp sợ quy hàng, mang thắng lợi cho dân làng yêu tinh. Thu phục cùng lúc, hai bộ tộc Rimuru la lệnh cho mọi người cùng chung sống với nhau, hỗ trợ nhau sinh tồn. Lúc này anh cũng mới nhận ra mọi người đều không có tên. Rimuru liền đặt tên ngay cho cả làng, mọi người đều phấn khởi sau quyết định của anh. Mỗi người sau khi được đặt tên đều có vần hào quang tỏa ra, cái này giống như là nâng cấp vậy đó, cứ quái vật nào được đặt tên đều được tăng sức mạnh rồi tiến hóa. Brigade là cái tên đầu tiên và cũng là trưởng làng yêu tinh, lần lượt tất cả mọi người trong làng đều nhận được tên của mình, rồi đến lang tộc cũng vậy. Gengar sẽ là thủ lĩnh kế tiếp của lang tộc, sau khi đặt tên xong đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, bọng nước bất tỉnh và phải mất đến 3 ngày để bình phục trở lại. Mọi người trong làng cho bọng nước này lên bàn thờ lau chùi kỹ càng như cúng ông bà vậy. Sau khi tỉnh lại, Rimuru cũng bất ngờ trước sự thay đổi của những người trong làng, đặc biệt là Rangar này đã có thêm sừng ở trước nữa. Tiếp theo sẽ là các luật lệ được đặt ra để duy trì khối đại gia đình này. Brigade được phong là người đứng đầu yêu tinh dẫn dắt mọi người. Hai tộc mau chóng sống hòa thuận với nhau, mỗi người họ đều nhận được các nhiệm vụ thiết yếu khác nhau để xây dựng ngôi làng. Vấn đề còn lại chỉ là do không có kiến thức nên là cơ sở vật chất của làng còn quá hạn chế. Họ quyết định tìm đến tộc người Lum Wargar. Một vài người cùng bọng nước đã chuẩn bị cho chuyến hành trình lên đường đi tìm những thợ thủ công về xây dựng làng. Trên đường đi, nhờ có sự nhanh nhạy của lang tộc giúp cho chuyến hành trình được đẩy nhanh tiến bộ đáng kể. Rimuru cũng vô tình nghe được cái tên Gamer, một vị tướng quan trọng trong quân đoàn của Ma Vương. Anh cũng hỏi về cái chết của cha Rangar do mình đã gây ra, nhưng sói vẫn chấp nhận kết cục thua cuộc và hài lòng với cuộc sống hiện tại, nguyện phục tùng chủ nhân bọng nước. Vương quốc Vorgon được dựng lên tinh tế từ các hang động tự nhiên. Bên trong còn có tiên tộc và các tộc khác. Vừa nghe kể đến đây thôi là tên F3 lâu năm kia đã không kìm được tính háo sắc của mình với cái máy cô tiên nữ rồi. Cuối cùng thì họ cũng đã đến được thành phố của người lùn, nhưng chỉ có Rimuru cùng một yêu tinh tên là Vostar đi vào thành phố để ít gây chú ý đến mọi người trong thành. Vừa đến trước cổng, họ đã gặp phải một nhóm pháp sư cung đồ chuyên đi bắt nạt yêu tinh. Rimuru đã biến thành Rangar để hù dọa mấy tên này nhưng mà cũng vô tình khiến cho những người xung quanh khiếp sợ. Hỗn loạn đã làm lính gác cổng chú ý, tình huống này đã khiến cho cả hai bọn họ gặp rắc rối và bị nhốt vào nhà lao. Ở bên ngoài thì có tin cấp báo những người thợ ở hầm mỏ cũng bị thương nghiêm trọng do bị quái vật tấn công. Trong tình thế cấp bách, cai ngục đành phải nhận thuốc của bọn nước tặng. Thuốc đã chữa trị cho những vết thương của mọi người, bọn họ quay lại và trả tự do cho Rimuru. Biết được tin anh ta cũng đang tìm một người thợ giỏi, cai ngục để dắt Rimuru đến gặp anh mình là một người thợ nổi tiếng khắp kinh thành. Kanjin chính là chủ của cửa tiệm này và cũng là người mà Rimuru đang cần tìm. Ông nhận được lời giới thiệu từ em trai mình nên cũng chấp nhận giúp đỡ bọng nước nhưng mà hiện giờ anh đang gặp một khó khăn nên chưa thể cùng Rimuru đi được. Ông bị tên bộ trưởng Vesta ép làm 20 thanh bảo kiếm trong thời hạn chỉ một tuần,
nguyên liệu để chế tạo là quặng ma thuật cũng rất quý hiếm, khó có thể tìm được. Dù cho có tìm được thì không thể hoàn thành đủ chỉ tiêu trong một thời hạn một tuần. Rimuru nhớ lại những khoáng thạch mà anh đã thu thập được trong hang động và lấy ra tặng cho ông Taran. Không những thế, anh còn sao chép thanh bao kiếm mẫu và làm ra 20 thanh còn lại giúp mọi người. Công việc xong xuôi, Kazin đã mời Rimuru đến quán rượu có mấy em phục vụ xin tươi ăn mừng. Vừa nghe đến đây thôi thì anh chàng này đã sáng rỡ cả mắt, như viewer của AL. Tập 5. Dịch vụ chăm sóc đặc biệt của mấy em khiến cho trái bình nước này liên tưởng tới cái gì đâu không à? Thì ra chỉ là xem bói thôi mà, mặt chàng thấy ớn á. Cô gái phục vụ tiếp tục thực hiện nghi thức của mình. Một cô gái kỳ lạ hiện lên trên quả cầu cùng những thành viên bí ẩn khác. Cô gái ấy sẽ là người đồng hành cùng Rimuru trong chuyến phiêu lưu sau này của cậu. Đang tán gẫu thì tên bộ trưởng Vesta cũng tiến đến xen ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Hắn cũng bất ngờ trước công việc quái đản mà hắn giao. Mọi người đã hoàn thành nhanh chóng như vậy. Không những thế, Vesta còn khinh thường và xem Rimuru là một tên quái vật. Hắn đã đổ hết ly rượu của mình lên người bọng nước, không chấp nhận sự sỉ nhục mà Vesta đã làm với ân nhân của mình. Kazin đã mất bình tĩnh tận cho hắn một trận sống dở chết dở. Sự việc đã khiến cho mọi người bị bắt ngay lập tức sau khi gây hấn với một người hoàng tộc. Họ bị giam vào lao và chờ đến ngày xét xử. Kazin cũng từng là người có tiếng trong hoàng tộc, lúc trước anh còn đứng trên cả Vesta nhưng mà do xuất thân thấp hèn nên anh đã bị hắn hãm hại. Trong một dự án phát triển vũ khí bí mật bị thất bại, vụ nổ khiến cho tất cả chìm trong biển lửa gây thiệt hại nghiêm trọng. Vesta đã đổ hết tội lỗi lên đầu Kazin, khiến ông bị trục xuất khỏi hoàng gia. Ngày xét xử cũng đến, hắn đã mua chuộc toàn bộ các quan chức cấp cao, thấp cổ bé họng mọi người đành phải gánh vác tất cả tội danh. Tuy vậy, đức vua cũng rất tiếc trước tài năng này. Ông đã cho Kazin cơ hội cuối cùng quay lại hoàng gia nhưng mà ông đã từ chối và quyết định một lòng đi theo Rimuru. Kết quả là mọi người đều bị trục xuất ra khỏi thành phố này. Đức vua cũng nhận ra sự tà ác của cuồng long Verora. Ông đã cử người bí mật theo dõi hành động tiếp theo của Rimuru sau khi họ rời đi. Tập 6. Nhóm do thám của nước Blumen cũng te tua trở về, không có kết quả gì sau chuyến đi. Họ tiếp tục bị phái đi thám thính xung quanh rừng Zora để tìm thêm tin tức về Verora. Tức giận khi còn chưa được nghỉ ngơi mà đã phải tiếp tục lên đường, họ tranh cãi với nhau thì gặp được một cô gái bịt mắt bí ẩn xin được đồng hành cùng mọi người trong chuyến đi sắp tới tên là Siyu. Sau khi ra khỏi thành, mọi người lên đường trở về làng yêu tinh. Ông thợ rèn Kazin được mời đến truyền dạy những kỹ năng của mình cho những người trong làng. Cả ba anh em người lùn cũng đến làng giúp đỡ mọi người, nhờ thực lực của họ mà ngôi làng đang được xây dựng mở rộng đáng kể. Trong lúc Rimuru vắng mặt, các yêu tinh khắp nơi cũng đổ về đây, những ảnh hưởng do việc Vera biến mất đã ảnh hưởng đến các làng xung quanh. Các quái vật liên tục tấn công các yêu tinh nhỏ, không có nơi ở, bọng nước đành nhận luôn những người di cư này. Cuộc sống ở làng ngày càng phát triển hơn nữa, họ cũng đã có thể triệu hồi được những con sói lang tộc chung sống với mình. Đến Krieger cũng đã thành yêu tinh vương, giờ ông phải lãnh đạo luôn các trưởng làng khác di cư đến đây. Ở bên rừng, nhóm do thính nước Flumen đang bị một nhóm quái vật tấn công. Cô gái đeo mặt nạ đã dùng hỏa kiếm của mình để chống cự. Mọi người cũng ngạc nhiên trước kỹ năng kiếm thuật của cô đã mau chóng dọn dẹp hết lũ quái vật. Một con khác đã bất ngờ tấn công Suju nhưng mà cô lại mất tập trung gục ngã. Tình thế đang nguy cấp thì Rimuru đã kịp thời xuất hiện ứng cứu. Anh cũng nhận ra Suju cũng chính là cô gái định mệnh của mình. Anh cùng mọi người trở về làng. Qua cuộc nói chuyện, Rimuru biết được mục đích của họ đến đây là để thăm dò tin tức xung quanh khu vực rừng Novero biến mất về báo cáo cho hội trưởng Vương quốc Blumen. Anh cũng gặp riêng Fred của mình để hỏi thăm cô. Suju cũng từng là người Nhật Bản. Cả hai là đồng hương của nhau trong hoàn cảnh này. Nhưng Suju lại là triệu hồi gia. Rimuru đã giúp cho Suju nhìn thấy quê hương của mình. Đã từ rất lâu rồi cô không thể quay về được thế giới đó nữa. Cơn đau lại bất ngờ kéo đến, cô nhớ về những hình ảnh khi xưa trốn chạy cùng mẹ mình trong biển lửa. Lốc xoáy lửa đã bất ngờ xuất hiện kéo cô đến thế giới này. Một pháp sư bí ẩn đã triệu hồi cô, hắn đã để cho hỏa tinh linh Ifrit nhập vào cơ thể cô. Kể từ ngày đó, những cơn đau luôn ập tới hành hạ thân xác Suju. Tập 7. Để test sức mạnh của Suju, hắn đã triệu hồi một tên quái thú khác ra. Tâm trí của cô bị tên pháp sư bí ẩn kia khống chế, không thể làm theo ý mình được nữa. Hỏa khi tỏa ra từ cơ thể của Suju, đường lửa đánh bay đi đòn tấn công của đối phương, tiêu diệt tên quái vật kia chỉ trong chớp mắt. Kể từ đó, cô sống tại lâu đài của hắn ta. Thời gian trôi qua, cuối cùng cô cũng kết bạn được với một cô gái ở đó. Nhưng trong một lần cô gái kia làm trái ý của pháp sư bí ẩn, hắn đã ra lệnh cho cô đích thân tiêu diệt người bạn mới của mình. Ác mộng đó cũng đánh thức Suju dậy, nhưng những cơn đau ngày càng mãnh liệt khiến cô không còn khống chế được nữa. Mục đích của cô trong chuyến đi này cũng chính là tìm người đã triệu hồi cô. Không muốn viễn cảnh cũ xảy ra, cô đã từ giã những người bạn của mình và rời đi. Nhưng bất ngờ lúc này, cô cũng đã đến giới hạn chịu đựng. Sức mạnh bên trong bùng phát khiến cho Suju không thể kiềm chế được nữa. Mây đen cũng kéo tới theo luồng sức mạnh tà ác này. Lúc này, những người bạn kia mới biết được thân phận thật sự của Suju là bạo diễm, chi phối giả huyền thoại. Hình dáng thực sự của cô đã được giải phóng thành hỏa tinh linh Ifrit với sức mạnh tàn phá khủng khiếp, áp lực phá hủy hết tất cả mọi thứ xung quanh. Cả những công trình mà dân làng xây dựng cũng đã bị thiêu rụi. Biết rằng là không thể đánh lại được nhưng mà những người kia vẫn quyết không bỏ mặc Suju.
Dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn xem cô là bạn mình. Thủy kiếm của bọng nước cũng không hề hấn gì với Ifrit. Những con quái vật hắn thả ra, Rawrit truy đuổi tấn công về phía Rumuru. Cậu đã sao chép thương băng đen của Ellen và tiêu diệt được hai con quái vật cản đường. Còn con cuối cùng đã kịp phát nổ làm bị thương hết những người còn lại. Anh đành phải để cho Rangar mang những người bị thương đi, một mình đối đầu với hỏa tinh linh Ifrit. Hắn tạo ra một lốc xoáy lửa bao trọn lấy bọng nước. Cũng nhờ có kỹ năng kháng nhiệt độ mà cơ thể Rimuru không thể bị ảnh hưởng. Anh bất ngờ tung ra tơ sắt chối lấy tên quái vật. Dù hắn có cố gắng cũng không thể thoát ra được và bị bọng nước hấp thụ vào bên trong cơ thể. Ngay cả đến cuồng long Vera còn không thể ra được thì ngoan ngoãn bó tay chịu chó đi cu à. Tập 8. Shiryu đã được đưa vào chữa trị ngay sau đó. Cô đã kể hết mọi chuyện trước kia của mình cho Rimuru nghe. Và cuộc đời của cô đã thay đổi khi gặp vị anh hùng kia như thế nào. Shiryu đã được giải thoát khỏi tên pháp sư sau khi gặp vị anh hùng này. Chiếc mặt nạ kia cũng là do người đó tặng để kiềm hãm sức mạnh của ác linh Ifrit. Nhưng rồi đến một ngày, người đó cũng bỏ cô lại và lặng lẽ ra đi. Kể từ đó, Shiryu đã phiêu lưu tiêu diệt quái vật suốt hàng chục năm. Cô đã rất nỗ lực để có thể gặp lại vị anh hùng ấy. Đến khi cô trở thành giáo viên cho những đứa trẻ mồ côi, đó là khoảng thời gian vui vẻ ít ỏi trong đời của cô. Mỗi người họ cũng dần rời xa Shiryu và đi con đường riêng của mình. Một trong số chúng giờ cũng đã trở thành người có tiếng tăm trong xã hội. Cô đã không còn gì để dạy cho chúng nữa. Cuộc đời cô dần đi đến hồi kết. Đây có lẽ cũng là đích đến cuối cùng cho cuộc hành trình của Shiryu. Ước nguyện của cô lúc ra đi là để cho Rimuru hấp thụ, được an nghỉ trong cơ thể anh. Mọi người khi bước vào đều ngạc nhiên trước diện mạo mới của Rimuru. Tuy vậy, họ cũng lên đường trở về Flumen sau khi mọi chuyện êm xuôi. Còn bọc nước sau khi nhận lời hứa với Shiryu sẽ quyết tâm trừng trị tên ma vương, khiến hắn hối hận với những gì đã gây ra. Ở đâu đó trong hoang mạc lúc này, một tên pháp sư đeo mặt nạ bí ẩn cũng đang âm mưu thực hiện điều gì đó. Tập 9. Sau khi hấp thụ Ifrit, bọng nước cũng đã có được khả năng phân thân của hắn ta. Nhưng mà với thân thể mới, Rimuru cũng không thể xác định được giới tính của mình rõ ràng. Nhưng mà được cái là cậu có thể thưởng thức được mùi vị của thức ăn. Rimuru quyết định tổ chức một buổi tiệc vào tối nay để ăn mừng. Mọi người trong làng sẽ đi săn để chuẩn bị thức ăn linh đình cho buổi tiệc. Rimuru cũng phái Ranga đi cùng mọi người cho an toàn. Còn riêng phần của anh thì một mình đi đến hang động nơi tái sinh để thử những kỹ năng đã sao chép được sau khi hấp thụ Shiryu. Kỹ năng mới này cũng có sức mạnh không hề nhỏ, hắc hỏa. Chiêu thức này có thể giúp ích cho cậu rất nhiều trong tương lai. Anh cũng sử dụng chiếc mặt nạ của cô để che giấu đi sức mạnh khủng khiếp này. Đang mãi luyện tập thì Ranga đã gửi yêu cầu ứng cứu đến cho Rimuru. Bọn họ đang chiến đấu với nhóm người lạ trong khu rừng. Tất cả đã bị đánh bại, chỉ có Ranga là còn trụ lại chiến đấu với những tên kiếm khách kia. Họ là những người còn lại của tộc đại quỷ. Tuy sức mạnh chênh lệch rõ rệt nhưng mà tất cả đều chỉ bị ru ngủ. Số còn lại thì chỉ bị thương nhẹ. Hình như là họ không hề có ác ý xấu gì. Với chiếc mặt nạ đang mang trên người, họ đã hiểu lầm rằng Rimuru là thuộc hạ của ma vương đã tiêu diệt bộ tộc của họ. Nhưng mà cậu chỉ là cái bọng nước nhỏ xíu thôi mà làm gì ghê thế mấy cha. Chưa kịp giải thích thì tên đầu đỏ đã lao đến tấn công. Rimuru đã dễ dàng né được và tung chiêu thức khiến cho tên to tướng đằng sau bất tỉnh. Cô gái trong nhóm đại quỷ sau đó cũng bị tên nhện thép chói chặt. Thanh kiếm của tên ngầu lòi kia cũng bị gãy đôi trước lớp giáp của Rimuru và bị đánh văng đi bất tỉnh theo. Đó là những chiêu thức mà cậu đã thu thập được khi còn ở trong hang động với Verora. Chỉ còn mỗi lão già và tên tóc đỏ. Trong lúc mãi tranh luận không để ý, cậu đã bị lão già kia bất ngờ xuất hiện phía sau tung ra một nhát kiếm cắt lìa một cánh tay. Tuy đã già nhưng mà lão vẫn còn rất nhanh nhạy, có thể vượt qua cả ma nhãn của bọng nước tấn công lúc cậu không để ý. Nhưng điều đó cũng không hề nhầm nhò gì, bọng nước chỉ cần nhặt cánh tay lên thì phút chốc nó đã mọc lại về vị trí cũ. Tất cả các vết thương lên cơ thể cậu đều không có tác dụng, đến hỏa độn của tên đầu đỏ cũng không hề làm cho Rimuru có một vết sức nào mà. Bọng nước đành tháo mặt nạ ra show hết năng lực của mình, sức mạnh khủng khiếp nhanh chóng khiến cho đối phương bị áp đảo, nhưng cũng chỉ phá hủy hòn đá kế bên để hù dọa đối phương mà thôi, cậu không hề có ý định đả thương đối thủ. Em gái của hắn đã đứng ra ngăn cản kịp thời để tránh cuộc chiến không cần thiết này. Sau những lời nói của cô, em gái cũng đã làm cho hắn bình tĩnh trở lại và kết thúc cuộc chiến. Sau khi biết được sự thật anh chỉ là một cái bọng nước nhỏ bé và thân thế thật sự của chiếc mặt nạ, mọi hiểu lầm đã được giải quyết ổn thỏa. Nhóm đại quỷ đã cùng với Rimuru trở về làng. Tập 10. Buổi tiệc linh đình diễn ra với sự góp mặt thêm của các thành viên của quỷ tộc. Họ cũng kể với mọi người những gì đã diễn ra với tộc của mình. Tộc quỷ đã bị những tên độn đất tấn công bất ngờ. Không những thế, chúng còn có giáp sắt và số lượng rất đông và hung hãn. Điều đặc biệt là cấu kết với chúng còn có một kẻ đeo mặt nạ bí ẩn là tay sai của ma vương. Điều đó đã khiến cho nhóm đại quỷ hiểu lầm và tấn công Rimuru vì tưởng rằng cậu là một trong số chúng. Sáu người họ là những người may mắn sống sót cuối cùng. Những người còn lại đều đã bị đại quân kia thảm sát. Không còn chống dung thân, Rimuru đã đưa ra lời đề nghị mời sáu người họ về làng làm thuộc hạ của mình để cùng nhau chống lại bọn đầu độn. Dù sao thì tiếp theo đối tượng của bọn đầu độn cũng là rừng Jura nên là tất cả mọi người cùng chung sống hợp lực với nhau thì cả hai bên đều có lợi. Sáng hôm sau, quỷ đỏ đã chấp nhận lời đề nghị này, nhưng cảm xúc lúc này của anh ta đang chịu tổn thương nghiêm trọng về sự mất mát của gia đình mình.
Rimuru cũng nhận ra điều này và quyết định sau cuộc chiến anh ta có thể xây dựng lại tộc theo ý muốn của mình. Anh cũng đã quyết định đặt tên cho 6 người kia để chứng nhận là thuộc hạ của mình. Họ cũng rất ngạc nhiên khi trước quyết định này, để đặt tên cho 6 đại quỷ cùng một lúc có thể rất nguy hiểm. Không ngoài dự đoán, vừa xong nghi thức đặt tên thì Rimuru cũng ngẫm củ tỏi luôn rồi. Hôm sau cậu thức dậy thì những người này cũng đã tiến hóa và thay đổi thành thiên tà quỷ, đó là một dòng dõi hiếm gặp trong tộc quỷ. Do sức mạnh thay đổi rất lớn nên là lần này chỉ việc đặt tên cho 6 người đã khiến cho Rimuru kiệt sức hoàn toàn. Mấy người này vừa được đặt tên xong đẹp ra hẳn, cả lão già kia cũng như trẻ ra mấy chục tuổi. Trời ơi, tôi cũng muốn được đặt tên, mốt mọi người đừng gọi tôi là A nữa nha. Ngoài kia thì đội quân độn đầu vẫn ồ ạt tràn vào lâm le xâm chiếm các bộ lạc trong khu vực. Chúng đã tiến quân gần đến đầm lầy Shizu. Đây là lãnh địa của Tích Dịch Nhân. Chênh lệch lực lượng giữa hai bên là quá lớn, không thể một mình chống chọi với kẻ địch. Trưởng lão Tích Dịch Nhân đã phải cử con trai mình đến cầu cứu các làng yêu tinh trong rừng Zora. Tên của hắn là Gaviru, được đấng kêu mệt ạ. Lúc này bọn nó cũng nghe tin về độn đầu chúa, vài trăm năm trước mới có được một con như vậy trong số đám độn đầu tộc. Sức mạnh của con quái vật này khiến cho tất cả đồng loại của hắn phải e sợ. Trước khi cuộc chiến xảy ra vài hôm, cũng có một tên ma nhân xuất hiện và muốn được đặt tên cho đại quý tộc nhưng đã bị từ chối. Tên của hắn là Kilmer, một tên tài xài của ma vương. Họ cũng nhận được tin là có một nhóm Tích Dịch Nhân tiến đến gần ngôi làng. Gabriel lại là một tên kiêu ngạo, hắn cũng không phục trước sự lãnh đạo của cha mình. Những thuộc hạ dưới trướng cũng là bè lũ với mưu đồ phản động. Chúng luôn tự tin rằng mình có thể một mình chống lại đội quân độn đầu. Tập 11. Từ khi Zuna đến làng đã trở thành một thợ dệt khéo léo với tay nghề của mình, còn Sion xinh đẹp thì tự nhận mình là thư ký suốt ngày kè kè theo bọn nước. Hai cô nàng này chỉ vì muốn giành Rimuru mà mình đầy sát khí, chán ghê, kiếp trước thì không ai theo, kiếp này thì gái theo xài không hết luôn à. Sau khi nghe đến bữa ăn mà Sion chuẩn bị thì không ai dám lên tiếng, bọn họ đều lo cho Rimuru, hình như có điều gì đó không ổn thì phải nha. Thức ăn được mang ra nhìn thôi là đã thấy chết ngắt rồi, cầu cứu mấy người kia thì tất cả đều làm lơ không hề quen biết gì cả. Ăn đi mày. Thôi, hết cách rồi, đành nhét hết vào mồm của tên Ghostar. Tên yêu tinh lăn đùng ra sàn ngộ độc thực phẩm ngáp luôn. Lúc này thì Gabriel cũng đã chiêu mộ được hơn 7.000 quân. Mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là làng của Rimuru và mọi người. Hắn cũng tò mò khi nghe tin đồn thủ lĩnh của yêu tinh và lang tộc chỉ là một bọng nước. Gabriel âm mưu đánh bại bọng nước nhỏ bé này và thu phục tất cả. Hắn hùng hồn tiến đến ngôi làng và bắt mọi người quy phục dưới trướng. Mọi người đều tức giận trước sự kiêu ngạo của Gabriel. Xém nữa là Ranga nổi điên thịt luôn con thằng lằn này rồi. Ghostar cũng bất ngờ xuất hiện sau khi ngộ độc thực phẩm. Thôi kệ, sẵn cho tên nhóc này đánh với con thằng lằn điên kia luôn cũng được. Thua là tao cho ăn đồ của Sion nấu nữa đó nha. Nghe xong cái không muốn thua chút nào luôn á trời. Với một chiêu hắc bộ đơn giản, Ghostar đã hạ gục Gabriel một cách dễ dàng. Mọi người trong làng đã mạnh lên rất nhiều sau khi Rimuru đến lãnh đạo. Đến cả những người khác tuy không ra trận nhưng mà vẫn có thể thấy được sức mạnh vượt trội của họ với đối thủ. Đoàn quân kia cũng đã vượt qua được con sông và tiến rất gần vào bì rừng Zora. Dựa theo hướng di chuyển, điểm tiếp theo của chúng là đầm lầy nơi Tích Dịch Nhân sinh sống. Mọi người đều lo lắng trong cuộc họp, đặc biệt là sự xuất hiện của tên độn đầu chúa. Sức mạnh khủng khiếp của hắn đã hủy diệt rất nhiều bộ tộc trên đường đi. Một thần sau nhiều thập kỷ ẩn danh cũng xuất hiện để liên minh với Rimuru chống lại đội quân này. Cô gái này tên là Chani. Tập 12. Chani cũng muốn nhờ Rimuru chiến đấu với độn đầu chúa. Ngay cả tộc đại quỷ hùng mạnh cũng đã bị tiêu diệt nên là giờ phút này sức mạnh của Rimuru là tia hy vọng cuối cùng. Shurui cũng đã quay lại làng mình nhưng mà không thể tìm thấy xác của những người ở đó. Đám độn đầu lấy đâu ra lương thực cho hơn 20 vạn binh. Có tin đồn rằng chúng ăn thịt luôn cả những người đồng loại của mình, hấp thụ sinh mệnh và kỹ năng của nạn nhân để tiếp tục chiến đấu. Cũng vì vậy mà chúng luôn đói khát để thỏa mãn, chúng tiếp tục xâm lược và ngày càng mạnh hơn. Vòng lặp này cứ tiếp tục diễn ra đến khi tất cả đã bị tiêu diệt hết. Không còn cách nào khác, Rimuru đành nhận lời đối đầu với đội quân độn đầu. Anh cũng phái Shurui đến lãnh địa của Tích Dịch Nhân để thương lượng bàn cách sách với trưởng lão bên họ. Trên đường trở về đầm lầy, Gabriel đã gặp một tên ma nhân đeo mặt nạ. Với những lời nói kích động của hắn đã làm tên thằng lằn bị mê hoặc, hắn quay trở về với âm mưu lật đổ cha mình, giành quyền lãnh đạo, tất cả đều là âm mưu của tên ma nhân này. Về phía Soe đã nhanh chóng đến diện kiến trưởng lão Tích Dịch Nhân, bọn họ cũng kinh ngạc trước sức mạnh của anh chàng này, nhưng mục đích chính của cuộc gặp mặt này là để chuyển lời của Rimuru. Bọn nước đã gửi lời bảo họ hãy ráng cầm cự phòng thủ một tuần cho đến khi đội quân của Rimuru đến cứu trợ. Hết đường lui, trưởng lão cũng quyết định tử thủ, không giao chiến, bảo toàn lực lượng cho đến khi cứu binh đến. Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch cho đến khi Gabriel quay trở về. Hắn ta không đồng ý kế hoạch phòng thủ của cha mình nên đã lật đổ ông, bắt ông cùng những người chống đối giam vào ngục. Một mình chỉ huy đội quân ra nghênh chiến, với địa hình đầm lầy thuận lợi, hắn ta đã dễ dàng giành chiến thắng, tiêu diệt được một vài tên độn đầu, nhưng mà hắn vẫn chưa biết được bí mật đằng sau của đội quân ăn thịt đồng loại này. Chỉ có trưởng lão là cha hắn mới biết được mối nguy hiểm tiềm tàng này nay đã bị giam giữ. Tập 13. Rimuru cùng các thành viên khác của Thiên Tà Quỷ đang trên đường đến ứng cứu cho tộc Tích Dịch Nhân.
Giữa đường thì Zoe thám thính và gặp được con gái trưởng lão đang bị lũ độn đầu tấn công. Không thể ngoảnh mặt làm ngơ, anh đã đánh bại hết những tên địch giải thoát cho cô gái này. Lúc này mọi người mới biết được rằng là Gabiru sau khi quay về đã thực hiện cuộc đảo chính, một mình lãnh đạo quân lính tấn công lũ độn đầu. Cô đã được cha mình tạo cơ hội trốn thoát để báo tin này đến Rimuru. Lúc này ở đầm lầy thì hai bên đang quyết chiến rất căng thẳng, nhưng mà lợi thế đang dần nghiêng về phía lũ độn đầu. Sau khi bắt được và ăn thịt một binh sĩ phe tích dịch nhân, lũ lợn đã có thể tiến hóa cơ thể thích nghi với môi trường đầm lầy. Sức mạnh của chúng mau chóng chiếm lại thế áp đảo, phút chốc đã dồn quân thằn lằn vào phía đường cùng. Toàn bộ lối thoát đã bị chúng vây kín, không còn lối thoát, tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt khi mà một tên tướng quân độn đầu xuất hiện. Gabiru giờ đây mới nhận ra sai lầm khi không nghe lời cha của mình thì đã quá muộn. Hắn đành một mình thách đấu một một với tên tướng quân kia bảo vệ cho binh sĩ của mình. Ở trong rừng thì hai tên hề đều vui mừng vì tất cả đang diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Bất ngờ Trini xuất hiện, cô cùng với tinh linh của mình đã thành công chặt đứt cánh tay của một tên, nhưng mà chúng lại kịp tẩu thoát trước khi kết thúc trận đấu. Màn solo giữa Gabiru ở chiến trường cũng đã dần đi đến hồi kết. Sức mạnh của tên tướng quân lợn chiếm thế áp đảo và nhanh chóng đè bẹp tên thằn lằn này. Khi mà hắn chuẩn bị ra đòn kết liễu thì cũng may là Vostar đã đến ngăn chặn kịp thời. Theo sau đó cũng có Ranga cùng với mọi người. Viện binh đã đến, sức mạnh của những thành viên thiên tà quỷ khủng khiếp đến mức đánh bay số lượng lớn quân độn đầu ở phía sau. Tên tướng quân lợn cũng bị sức mạnh của Ranga cùng lúc tiêu diệt. Anh đã mạnh hơn rất nhiều sau khi tiến hóa, các thành viên tộc quỷ sau khi tiến hóa cũng có được sức mạnh khủng khiếp. Kỹ năng cá nhân của mọi người áp đảo quét sạch hết những tên Tepril còn lại, Soe cũng đã giải thoát được cho trưởng lão tích dịch nhân. Một tên tướng quân canh giữ cũng bị dễ dàng tiêu diệt trước sự ngạc nhiên của tộc thằn lằn. Thế trận thay đổi hoàn toàn khi đội quân của Rimuru đến giải cứu. Kế hoạch của tên hề đang bị phá hủy, hắn đang rất tức giận trước tình huống bất ngờ này và đích thân ra trận. Ở trên chiến trường lúc này, độn đầu chú cũng đã xuất hiện. Tập 14, Kelmot cũng đã đến chiến trường. Độn đầu chú chính là kế hoạch tạo ra ma vương mới của hắn. Chính vì vậy, hắn cũng đã đi khắp nơi để đặt tên cho mọi người, gieo rắc mầm móng tai họa tạo tiền đề cho sự ra đời của tân ma vương. Gabiru cũng là một nạn nhân trong số đó. Lúc này anh mới nhận ra được bộ mặt thật của đấng Kelmot mà anh từng xem là ân nhân. Tất cả chỉ là tốt thí cho hắn. Sau đó hắn đã tiêu diệt luôn cả Gabiru. May mà có Rimuru kịp thời xuất hiện ngăn chặn đòn tấn công. Anh còn đưa thuốc trị thương cho Gabiru và thuộc hạ của anh ta. Hành động của hắn đã khiến cho Rimuru nổi giận. Anh trói hắn lại và tẩn cho một trận nhớ đời. Đứng này cũng không mạnh lắm đâu nha quý vị ơi. Thấy là không thể địch lại nên là Gilmot đã ra lệnh cho tên động đầu chú tấn công. Nhưng mà bất ngờ hắn đã tung ra nhát kiếm kết liễu luôn Gilmot. Không những thế, sau đó hắn còn thịt luôn Gilmot và tiến hóa thành động đầu tai họa. Sức mạnh phép thuật của Gilmot đang lan chảy trong người tên quái vật. Lúc này hắn ta đã trở thành ma vương đích thực. Sion đã lao đến tấn công nhưng mà cũng không phải là đối thủ. Lão quỷ già phối hợp chặt đứt được đầu của tên quái vật, nhưng mà hắn vẫn nhanh chóng có thể phục hồi lại mà không có một vết xước nào. Đòn liên kích của Venomaru và Soe cũng không thể đả thương được tên quái vật khổng lồ. Sau đó tất cả đoàn tấn công hắn đã ăn luôn cả những thuộc hạ của mình để hồi lại sức mạnh. Trận chiến lúc này đành phải giao lại cho Rimuru. Cô đã kích hoạt trạng thái chiến đấu được biết là kỹ năng của đại hiền nhân. Cuộc chiến của cả hai khốc liệt hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì Rimuru cũng bị hắn bắt được. Trạng thái chiến đấu đặc biệt lúc này cũng đã hết tác dụng. Rimuru đã biến lại trạng thái lỏng của mình để đối đầu với tên quái vật. Lần này có vẻ đã có tác dụng. Con quái vật mau chóng bị chất lỏng này bao lấy. Hắn ta vốn là vua của tộc độn đầu, nhưng mà vì nạn đói và hạn hán nên đã ra đi một mình tìm đường cứu nước. Nhưng mà trên đường đi đã vô tình bị tên Gilmot lợi dụng. Cuối cùng thì lão chư cũng chỉ muốn đem lại cho một cuộc sống ấm no hơn cho dân làng, nhưng mà lại làm đường lạc lối. Tuy bị đánh bại nhưng mà nhờ vậy mà cuối cùng hắn cũng đã được giải thoát. Đội quân của hắn cũng đã không còn bị cơn đói khát khống chế nữa. Rimuru đem lại chiến thắng cho mọi người. Sau khi kết thúc trận chiến, quỷ tộc cũng quyết định là sẽ không rời đi mà ở lại phò tá cho Rimuru. Họ đều nhất trí một lòng trung thành với chủ nhân. Tập 15. Sau cuộc chiến thì tất cả các làng đều tập hợp lại và có một buổi họp xử lý tộc độn đầu. Nhưng điều bất ngờ là không có hình phạt nào cả. Dù sao thì mọi việc cũng đều bắt đầu từ khi nạn đói hoành hành. Rimuru sẽ đứng ra nhận hết tội lỗi của họ. Đó cũng là lời hứa giữa anh với quốc vương Gale của họ. Quý tộc cũng không hề ý kiến gì về tổn thất của mình. Họ cũng hài lòng trước món quà Rimuru ban tặng. Lúc này quý tộc đã mạnh hơn trước rất nhiều và còn có cả thủ lĩnh nữa. Còn về số lượng tộc nhân độn đầu còn lại sẽ cùng nhau giúp đỡ xây dựng lại các làng bị tấn công để bù đắp những gì mà họ đã làm. Liên minh rừng Jura lúc này cũng đã thành lập và thủ lĩnh tất nhiên là anh chủ tịch của chúng ta. Tất cả đều đồng ý với quyết định này. Minimaru cũng không muốn trừng phạt tộc lợn sau khi đã tấn công làng mình. Điều anh quan tâm lúc này là đi theo chủ nhân Rimuru. Quỷ đỏ đã tham mạng cho con trai của Vogel để đổi lấy sự trung thành của họ với anh bọng nước. Tiếp đến như thường lệ là nghi thức đặt tên cho mọi người. Trời ơi, đặt tên cho hết tộc lợn chắc ngẫm luôn quá.
Trưởng lão Tích Dịch Nhân cũng được đặt tên là Abiro, còn con trai của ông ấy là Gabiro đã bị trục xuất khỏi đầm lầy sau những gì anh đã làm ra. Tuy bị đuổi đi nhưng mà cha của anh vẫn tặng cho anh cây đinh ba chấn tóc và những thuộc hạ thân tín. Không lâu sau đó, anh cùng họ cũng đến làng yêu tinh phò tá cho Rimuru. Kế hoạch chiếm rừng Zora thất bại, Tinh Hà quay lại căn cứ của ma vương Kraiman tiếp tục lên kế hoạch cho âm mưu sắp tới để đối đầu với Rimuru. Đã 3 tháng từ khi sự việc kết thúc, tộc lợn cũng giúp cho dân làng xây dựng lại thành phố mới. Nhờ sức mạnh của họ mà tiến độ công trình đã đẩy nhanh đáng kể. Các công trình lớn của ngôi làng đang dần hoàn thiện. Nhưng mà đời đâu có suôn sẻ vậy được hoài. Vương quốc Quagon sau khi nghe tin có một con Slam một mình đánh bại Động Đầu Chúa đã cử quân đội của mình đi tìm hiểu tình hình. Đích thân nhà vua cũng sẽ xuất chinh trong chuyến đi lần này. Ông đã quyết đấu với Rimuru một trận để thẩm định thực lực của cậu. Trận chiến diễn ra không quá căng thẳng, thì ra kiếm thuật của hai người họ đều cùng do một sư phụ dạy là ông lão quý kiếm. Thì ra là Hakuro cũng từng là sư phụ của nhà vua. Ông đã quyết định thành lập liên minh với Rimuru, hợp tác cùng phát triển. Với nguồn tài nguyên trong rừng Zora rộng lớn, việc liên minh sẽ đem lại lợi ích rất nhiều trong giao thương và buôn bán của hai nước. Từ một làng yêu tinh bé lúc này cũng đã trở thành một quốc gia được công nhận tên là Rimuru Tempest, và thị trấn chính của họ cũng được đặt tên theo cái anh chàng Slam này là thủ phủ Rimuru. 86. Quốc vương còn tặng bộ trưởng Vesta cho cả làng. Những hiểu biết về khoa học của ông có thể sẽ có ích trong việc phát triển thành phố sau này. Cả Gabiro và em gái anh ta cũng đã đến để học hỏi kỹ thuật của mọi người. Sau khi đặt được tên, họ cũng tiến hóa với hình dạng giống với con người hơn. Mỗi người cũng được phân công nhiệm vụ khác nhau để phục vụ ngôi làng. Nhưng mà riêng tên Gabiro thì vẫn không thông minh hơn được bao nhiêu, kêu đi trồng thuốc mà anh ta lại trồng cỏ. Phòng thí nghiệm mới của Vesta cũng được xây dựng bên trong hang động nơi giam giữ Verora. Ông ta đang làm thí nghiệm về loại cỏ thuốc mọc trong hang động. Mọi việc ở làng đang dần đi theo quỹ đạo của nó. Sau sự kiện Động Đầu Chúa thì hiệp ước không xâm phạm vào rừng Zora cũng bị dỡ bỏ. Cuộc họp của các thành viên Ma Vương đang diễn ra bàn về vấn đề này. Milim, một cô gái Ma Vương tăng động, đã xung phong vào rừng Zora để thám thính tình hình. Lấy cớ vậy thôi chứ bả muốn đi tìm hiểu về cái anh chủ tịch mà mọi người hay đồn đại đó mà. Phút chốc thì cô đã bay đến chỗ của Rimuru. Sức mạnh toát ra từ người cô gái khiến cho quả bọng này cũng không khỏi lo lắng. Sức mạnh sánh ngang với cả Verora. Rimuru cũng biến hình thành dạng con người để tiếp chuyện với cô này. Cảm nhận được sức mạnh lạ, mọi người đã ngay lập tức xuất hiện hộ giá. Nhưng mà Rimuru và Soi phối hợp lại cũng không thể ngăn chặn được sức mạnh áp đảo của cô gái này. Tất cả đều bị thổi bay và trọng thương, chỉ còn biết là cách trông chờ vào chủ nhân của mình mà thôi. Với sức mạnh hiện tại thì việc đánh bại Milim là điều không thể xảy ra. Tưởng rằng anh chàng này chuẩn bị chiêu thức gì ghê gớm lắm thì bất ngờ măm măm, anh chàng cho Milim ăn một loại mật ong hảo hạng khiến cho cô nàng mê mẩn. Đúng là đường vào tim con gái nhanh nhất là đường ăn uống mà. Nhờ lọ mật ong mà Rimuru đã thu phục được cô nàng này và kết làm bạn thân với Milim. Cô ấy cũng rất hứng thú với thành phố mà Rimuru đang xây dựng nên đã cùng mọi người quay về tham quan thành phố. Milim cũng là một nhân vật khá nổi tiếng. Việc kết bạn với một ma vương cũng làm cho dân làng an tâm hơn vì có thêm một người bạn phía sau hậu thuẫn. Nhưng mà việc này cũng là một mối nguy hại cho tiềm tàng sau này. Việc Milim bảo hộ cho Rozora đã làm sức mạnh của các ma vương khác bị chênh lệch. Có thể là các ma vương khác sẽ gây khó dễ cho thành phố sau này. 87. Tin đồn về việc Động Đầu Chúa bị chủ tịch nhà ta đánh bại cũng đã lan tới vương quốc Blumen. Việc các bộ tộc yêu tinh gần đó đang dần lớn mạnh cũng khiến cho họ đứng ngồi không yên. Có thể sự phát triển của họ có thể ảnh hưởng đến Blumen sau này. Không thể đoán được Remo lúc này là bạn hay là thù. Để có được câu trả lời, hội trưởng đã quyết định có một chuyến đi cùng nhóm 3 thành viên thám hiểm đến thành phố Rimuru. Lúc này trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Veta đã thành công chế tạo loại thuốc từ cỏ Hibate. Loại thuốc này cũng có thể dùng để buôn bán cải thiện kinh tế cho thành phố. Họ đang dự định là sẽ bán cho các thành phố lớn để mở rộng mối quan hệ của mình. Ở thị trấn bỗng nhiên có một vụ nổ lớn, thì ra là do Milim gây ra. Cô đã tấn công nhóm người lạ gây chuyện trong thành phố. Họ là thuộc hạ của ma vương Carrion. Sự việc có thể gây ra hiểu lầm lớn với một đối thủ lớn, làm ảnh hưởng đến thành phố khi mà phải đối đầu với Carrion. Nhưng mà đúng là mục đích của họ khi đến đây cũng không tốt đẹp gì mấy. Hắn cũng xem thường Rimuru và không tin được rằng cả một khu rừng rộng lớn này đều nghe theo sự chỉ huy của một con Slam nhỏ xíu. Điều này cũng làm cho cô nàng Milim nổi điên lên. Rời đi trong sự nhục nhã, có vẻ cái tên lính ngự lâm này vẫn còn hậm hực chuyện bị Milim đánh bại. Cô nàng ma vương đã kể cho mọi người nghe về sự tồn tại của những ma vương còn lại. Cả việc Động Đầu Chúa cũng là con rối của họ. Tất cả chỉ là thú vui để đám ma vương đó đốt thời gian mà thôi. Cường quốc Formos ở phía Tây cũng đang tiến vào rừng Zora với số lượng lớn lính đánh thuê. Lãnh đạo của họ là Zorum. Với mục đích của chuyến hành trình này là tìm hiểu về sự việc đã xảy ra với Động Đầu Chúa. Họ bất ngờ bị một con nhện khổng lồ tấn công. Lúc này nhóm của vương quốc Blumen và Gotha tình cờ cũng ở đó với mọi người. Gotha đã đánh bại con quái vật dễ dàng và dẫn mọi người về làng. Họ cũng rất ngạc nhiên khi mà chủ nhân thành phố này lại là một con Slam.
Rimuru muốn thiết lập mối quan hệ ngoại giao với cả hai nước là Plumon và Famous. Tất nhiên là họ cũng đồng ý khi mà biết tin cả vương quốc Wagon cũng đã liên minh với Rimuru. Nhưng liệu liên minh với quái vật, người dân của họ có đồng ý với quyết định này hay không? Rimuru cũng cho tung tin những người lính đánh thuê để tiêu diệt Độn Đầu Chúa, còn những yêu tinh để giúp đỡ họ trong cuộc chiến để chiếm được lòng tin của người dân. Trước lòng thành của Rimuru và một thành phố tràn ngập niềm vui và hòa bình, Zoom cũng đã đặt lòng tin của mình vào Rimuru. Anh đã xin được đi theo chân và phục tùng dưới trướng của chủ tịch. Thu hạ của Flamen là Tyr cũng đã quay trở về lâu đài báo tin tức thành phố Rimuru đã được Milim bảo hộ. Họ cũng đang chuẩn bị kế hoạch hồi sinh thứ gì đó vô cùng đáng sợ tên là Corypodicy. Tập 18. Nhóm ngự lâm quân sau khi rời khỏi thành phố đang trên đường trở về báo cáo sự việc với Carrion thì gặp hai tên hài. Chúng là thành viên trong liên minh hề trung lập nhưng mà mục đích của chúng đến đây như muốn lợi dụng sự tức giận của nhóm ngự lâm sau khi bị Milim cho ăn hành. Fabio đã bị những lời nói kích động của chúng làm cho nảy sinh mưu đồ báo thù. Chúng sẽ ban cho anh sức mạnh cực lớn nhưng điều đó cũng mang theo rủi ro tiềm tàng. Phong ấn Corypodicy sẽ được mở ra và nếu anh kiểm soát được sức mạnh của nó thì Fabio sẽ có thể đánh bại được Milim. Cơn giận đã làm anh mất trí, Fabio quyết định để ba thành viên còn lại trở về và một mình anh đi theo hai tên hà. Lính đánh thuê của vương quốc Farmer cũng đã rời đi, tin đồn họ tiêu diệt Độn Đầu Chúa cũng đã được lan truyền đi khắp nơi. Sau khi có được lòng tin của người dân ở khắp các nước láng giềng, Rimuru bàn tính với Fuzer chuyện sẽ xây một con đường giao thương đến vương quốc Plumon. Con đường sẽ giúp mở rộng việc buôn bán hàng hóa của hai quốc gia. Fuzer cũng sẽ giới thiệu một vài cố vấn cho anh chủ tịch trước công trình mang tầm cỡ quốc gia này. Fabio cũng đã đến được nơi phong ấn Corypodicy, quả nhiên là muốn thuần hóa sức mạnh này nên là để đánh đổi cái giá cũng rất lớn. Anh phải để cho con hai quái vật nhập vào thân xác mình để có thể hồi sinh nó. Hai tên hà tiếp tục dùng những lời nói của mình để dụ dỗ Fabio. Cuối cùng anh cũng đã sập bẫy và chuẩn bị hồi sinh Corypodicy. Em gái của Mộc Thần là Trira đã đến thành phố để cầu cứu mọi người trước thảm họa này. Chị của cô đã cố hết sức để chống cự nhưng mà không thể ngăn cản được và hướng di chuyển của Corypodicy tiếp theo chính là thành phố Rimuru. Mọi người đã có cuộc họp khẩn cấp ngay sau đó. Con quái vật này được tạo ra từ một cụm phân tử ma pháp của Verora. Rimuru đã nghĩ rằng Corypodicy tiến đến thành phố để tìm con rồng bên trong cơ thể anh. Ngoài ra, sau khi hồi sinh, nó còn triệu hồi 13 con quái thú khổng lồ tiến đánh những làng xung quanh. Vì đây là chuyện cá nhân nên là mọi người đã quyết định là không để cho Milim tham chiến, không thể quá phụ thuộc sức mạnh vào một ma vương để bảo vệ thành phố được. Chiến trường sẽ là giữa vương quốc Wagon và thủ phủ Rimuru. Corypodicy và những con cá mập khổng lồ đang tiến đến rất gần vào lãnh thổ của cả hai nước. Tập 19. Lực lượng chiến đấu chống quái vật cũng đã sẵn sàng tham chiến. Các tộc trong liên minh Runzora cũng gửi quân đến chi viện cho Rimuru. Ngoài ra, viện binh từ vương quốc Wagon cũng đã đến nơi. Cuộc chiến bắt đầu. Phạm vi trong vòng 300m của con Corypodicy đều bị suy giảm pháp lực. Mọi người đành chia nhỏ thành từng nhóm để đánh lẻ tiêu diệt dần dần những con quái vật được triệu hồi. Nhóm của Gale và Gabiru đã rất vất vả và tiêu diệt được một con đầu tiên. Rengar sau khi học được chiêu thức mới là không bộ cũng phối hợp với Sion lao thẳng vào trận chiến. Hai người họ mau chóng cũng hạ được hai con tiếp theo một cách dễ dàng. Những con còn lại cũng đã bị hạ gục bởi những thành viên quý tộc ngay sau đó. Nhưng mà điều quan trọng là những đòn tấn công ấy đều không có tác dụng lên con Corypodicy. Lớp vảy xung quanh có thể nó tách ra thành hàng triệu miếng tấn công mọi người. Tất cả đều bị hất văng xuống mặt đất. Boss cuối cùng thì phải để cho anh Rimuru lo rồi. Lớp vảy bay ra đều bị cậu hấp thụ hết cùng một lúc. Nhưng mà nó cũng mau chóng hồi phục lại lớp giáp của mình. Mọi người đành phải rút lui giao phần việc còn lại cho chủ tịch. Tuy vậy nhưng mà anh cũng không thể xuyên qua được lớp giáp dày đặc của con quái vật này được. Ngược lại còn phải đang chật vật tránh những tia laser bay khắp nơi. Mọi người cùng lúc lao đến dồn toàn lực tổng tấn công. Cuộc chiến khốc liệt diễn ra đến tận chiều tối. Con quái vật vẫn không hề bị đẩy lùi. Còn toàn quân thì đã bị thương vô số. Trong lúc chiến đấu thì Rimuru mới nhận ra bên trong Corypodicy là Fabio. Con quái này tìm đến Milim chút giận chứ không hề liên quan gì đến thành phố. Ai làm nãy giờ tưởng việc công ai dè họa do cô nương bướng bỉnh kia gây ra. Thôi, gây họa thì ra đây giải quyết con này giùm đi mát. Lúc này Milim còn đang ngủ quên. Sau khi nhận được lệnh tham chiến, cô đã mừng rỡ xuất trận. Chỉ với một chiêu thức, con quái vật đã bị đánh bại hoàn toàn. Làm sáng giờ đánh mệt muốn chết à, biết vậy kêu bà ra xử cho lẹ rồi. Fabio cũng đã được Rimuru chữa trị sau khi thoát khỏi cơ thể của Corypodicy. Anh cũng đã hối lỗi trước thiệt hại của mình gây ra và kể cho mọi người nghe về hai tên hề đã lợi dụng hắn ta. Những sự việc diễn ra gần đây cũng có sự góp mặt của Liên minh Hề. Carrion cũng đã đến nơi xin lỗi thay cho thuộc hạ của mình. Ngoài ra anh còn cam kết sẽ không bao giờ đụng chạm đến Liên minh Runzura sau này nữa. Cuộc chiến kết thúc. Sau đó thì Carrion cũng rời đi cùng thuộc hạ của mình trong hòa bình vui vẻ. Tập 20. Sau cuộc chiến, người dân trong thành phố cũng có được một nguồn lương thực miễn phí từ những con cá mập. Bên cạnh đó, lớp vảy của con Corypodicy cũng rất cứng có thể trưng dụng làm áo giáp hoặc là bán lẻ cho các thành phố lớn.
Mọi người tổ chức tiệc ăn mừng linh đình, William cũng rời đi sau đó đến gặp những ma vương còn lại để dặn dò không được làm tổn hại gây hấn gì với thành phố này nữa. Còn về phần Rimuru lại nhớ về Suyu và những đứa trẻ của cô mà anh hứa sẽ chăm sóc. Robin đã trở lại với thành phố, mọi người cũng đã quay lại công việc, cuộc sống hàng ngày. Việc xây dựng thành phố cũng đã dần ổn thỏa, anh quyết định là lên đường thực hiện lời hứa với Suyu. Trong lúc anh đi, mọi người sẽ cùng nhau bảo vệ thành phố này. Rimuru và Rangar lên đường đến vương quốc Inrosia, nằm ở phía Tây. Nó cũng là trụ sở chính của Hiệp hội Tự do, nơi nuôi dưỡng dạy những đứa trẻ ngoại lai. Nhờ có giấy thông hành giới thiệu nên là chỉ mất 3 ngày đường là cậu có thể đến nơi. Do đây là thành phố của loài người nên là Rangar sẽ phải tạm núp vào bóng của cậu, còn Rimuru cũng phải đeo mặt nạ vào để mọi người xung quanh không biết cậu là quái vật. Quy trình kiểm tra trước cổng thành khá nghiêm ngặt, có cả rào chắn ma pháp để ngăn không cho quái vật vào thành. Đây là một thành phố rộng lớn và phát triển nhất mà cậu từng gặp kể từ khi đến thế giới này. Cậu đã đi đến trụ sở của Hiệp hội Tự do để tìm một người học trò của Suyu là Yuki Kagurajaka. Vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ là tên này nóng máu lao vào Rimuru xuất một cước thử sức liền. Nhưng mà rồi mọi chuyện cũng êm xuôi khi mà Yuki biết Rimuru cũng từng là người Nhật Bản được tái sinh ở thế giới này. Những câu chuyện ở Nhật Bản mau chóng lấp đi não của tên này. Rimuru tận dụng khả năng sao chép của thư ký mình in ra một đống truyện tranh để lấy lòng người ta luôn. Bọn họ cũng từng nghĩ đến cách trở về Nhật Bản, do ở đây cũng có tương truyền về một số câu chuyện truyền thuyết nên là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà mục đích chính của buổi gặp gỡ vẫn là những người học trò của Suyu. Yuki đã sắp xếp cho Rimuru một vị trí giảng viên trong Học viện Tự do và bàn giao những đứa trẻ đó lại cho anh. Anh cũng nghe được tin tức về Hinata Sakaguchi, một người học trò cũ của Suyu. Khi 15 tuổi, Hinata đã có sức mạnh vượt trội hơn cả Suyu và rời đi. Bọn họ đều là người ngoại lai đến với thế giới này thông qua tái sinh, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng mà năm đứa trẻ còn lại thì hoàn toàn khác. Chúng là triệu hồi gia được các quốc gia hùng mạnh triệu hồi với mục đích là biến chúng thành vũ khí bí mật. Nhưng vì sức mạnh triệu hồi dồn nén vào cơ thể quá lớn không thể kiểm soát được, tất cả đều không thể trụ được ở thế giới này được quá 5 năm. Sau một khoảng thời gian, sức mạnh này sẽ không còn kiểm soát được nữa và sẽ thiêu cháy chủ thể. Một ví dụ điển hình chính là sự ra đi của Seiyu. Những đứa trẻ ở đây đều là thất bại sau những thí nghiệm của nhiều quốc gia. Đó cũng là lý do mà Seiyu nhờ Rimuru đến đây tìm cách giúp đỡ những người học trò của cô. Vừa vào những lớp buổi đầu tiên đã bị học trò của mình tấn công. Hay da, cái lớp gì mà như cái chợ, không biết tụi nhóc này phá hết chỗ nói nè. Không biết phải làm gì để trị được cái nhóc phá phách này đây. Tập 21. Mới điểm danh thôi mà đã bị tụi này bơ luôn không thèm trả lời. Thôi thì phải dùng biện pháp mạnh mới được. Đúng là phải có vũ lực mới khống chế được cái tụi này mà. Bọn trẻ đều sợ hãi trước sự xuất hiện của Rangar nên là tất cả đều phải nghe lời. Bắt đầu sẽ là bài kiểm tra năng lực với sức mạnh của mỗi người. Mấy đứa này cũng hứng khởi khi mà thấy thầy giáo của mình mong manh như vậy mà đâu có ngờ được là tên này lại là cao thủ giống này đâu. Kenja lên trước nhưng mà tất nhiên là không thể nào đánh trúng được Rimuru rồi. Thằng nhóc điên cuồng tung hỏa khí về phía anh ta nhưng mà cuối cùng vẫn phải nhận thất bại. Claire là cô bé ít nói thích đọc truyện. Bé gái này im im vậy thôi chứ vừa xuất chiêu cái là muốn thịt luôn thầy giáo luôn rồi. Đúng là mấy đứa im im thường đáng sợ. Nhưng mà Rimuru cũng dễ dàng thoát khỏi thủy cầu thành công thu phục bé gái này. Những thành viên còn lại cũng đã cố gắng hết sức nhưng mà kết quả vẫn là chiến thắng dễ dàng cho thầy giáo Rimuru. Thông qua những trận chiến, thư ký của anh đã tổng hợp lại và phân tích tình trạng hiện giờ của họ. Có vẻ tình hình hiện giờ khá nghiêm trọng, Rimuru không còn nhiều thời gian nữa để tìm cách giúp cho những đứa trẻ này. Nhưng mà ít nhất tụi nó cũng đã dần có tình cảm và tôn trọng Rimuru, chấp nhận anh làm thầy giáo của chúng. Thông qua cổng dịch chuyển mà Veta phát minh, Rimuru đã đến được khu rừng của Mộc Thần và tìm Trainer giúp đỡ với hy vọng là có thể tìm được một tinh linh cấp cao nhập vào người lũ trẻ giúp chúng kiểm soát sức mạnh bên trong chúng như cách của Seo. Nơi những tinh linh đó sinh sống là ở Mê Hồn Cung, chi tiết là những lối đi vào đó mà Trainer biết được đều đã bị niêm phong hết. Tiên chúa của họ đã qua đời, cô không có cách nào để liên lạc với tiên chúa đương nhiệm từ rất lâu rồi nên là không thể tìm được lối vào Mê Cung. Nhưng mà cậu cũng không từ bỏ hy vọng, Rimuru vẫn quay về tiếp tục huấn luyện cho lũ trẻ. Trong một chuyến đi dã ngoại thì bất ngờ có một con rồng xuất hiện tiến về phía thành phố tấn công mọi người. Khi Thiên Long chuẩn bị tiêu diệt một gã thương nhân thì cậu đã kịp thời xuất hiện ứng cứu. Rimuru đã dễ dàng thu phục được con quái vật này trước sự chứng kiến của mọi người. Tên thương nhân này là Miles, hắn đã mời Rimuru cùng những đứa trẻ của anh đến tham dự buổi tiệc trả ơn ứng cứu. Hắn cũng đồng ý giúp đỡ thành phố của chủ tịch mở rộng việc buôn bán với khối tài sản khổng lồ của mình. Ngoài ra, Rimuru còn dò hỏi được về tin tức của Mê Hồn Cung thông qua một người hầu của ông ta. Mọi người lên đường tiến tới vùng cực bắc nước Cộng hòa Eurasia, còn được biết đến với cái tên là Công viên Thiên nhiên, nơi ở của các tiên tộc. Tập 22. Cuối cùng họ cũng đã đến được cánh cổng dẫn vào Mê Hồn Cung. Một lối đi dài bất tận mở ra, nếu cứ bước tiếp thì mọi người sẽ bị đánh lạc hướng và không thể đi tiếp được nữa, hoặc là quay trở về vị trí cũ. May mà có ma nhãn của Rimuru trợ giúp. Một giọng nói kỳ lạ phát ra vang vọng khắp nơi. Giọng nói này dẫn mọi người đến một lối đi phát sáng duy nhất.
Khi đến cuối con đường thì một căn phòng rộng lớn hiện ra và thử thách của họ cũng bắt đầu. Một con robot đứng chặn mọi người lại, tưởng gì ghê gớm lắm, ngờ đâu chỉ là một chiêu hỏa cầu Rimuru đã thiêu rụi nó rồi. Anh cũng nhận ra sự hiện diện của giọng nói kỳ lạ kia. Tinh linh đó cũng ngay lập tức hiện thân, đây là một cô nàng nhí nhảnh nữa. Cô ta còn tự nhận mình là thập đại ma vương Ramirez nữa chứ. Milim cũng là bạn của cô ấy, Ramirez cũng biết được thông qua lời kể của Milim. Anh là Rimuru, thủ lĩnh của liên minh rừng Zora. Mấy đứa nhóc cũng thích thú trước hình dạng cute của thầy mình. Thầy tuy nhỏ mà có võ nghệ hơi cao cường như mấy đứa. Ramirez cũng không hề có ý muốn làm hại mọi người. Con robot kia cũng chỉ để dọa nạt chơi chơi thôi. Ai mà ngờ cái tên chủ tịch này một chiều thiêu rụi luôn rồi. Vesta cũng từng có thí nghiệm biến robot thành vũ khí bí mật trong vương quốc Wargon, nhưng mà nghiên cứu của ông ta lại thất bại. Nếu nhờ có kỹ thuật tinh linh của Ramirez thì sẽ giúp ích cho những nghiên cứu của Vesta sau này. Rimuru đã thỏa thuận là sẽ làm cho cô một con golem mới nếu cô chịu chỉ đường cho anh đến nơi ở của các tinh linh cấp cao. Nghe thấy đồ chơi mới là cái mặt mũi sáng sở lên liền. Ramirez cũng là tiên chúa đương nhiệm, cô là tiên chúa nhưng lại bị đọa trở thành ma vương. Cả Veleon, người chịu hồi sử dụng cũng là do bị đọa nên mới trở thành ma vương. Những câu hỏi rắc rối trong đầu Rimuru bắt đầu hiện lên trong thế giới này. Tập này cũng chưa có giải thích rõ ràng về việc bị đọa này nha mọi người. Có thể là trong phần tiếp theo những thắc mắc này sẽ được giải đáp. Ramirez dẫn mọi người đến nơi sâu nhất của Mekong. Các tinh linh cấp cao sinh sống ở đây nhưng mà mỗi người đều có ý chí riêng của họ nên là có thể chịu hồi được hay không còn tùy vào năng lực của những đứa trẻ này. Nếu họ không xuất hiện thì còn một cách khác là dùng kỹ năng của Rimuru phân tích tạo ra một tinh linh cấp cao nhân tạo. Tập 23. Từng đứa trẻ tiến lên trên bục cầu nguyện để triệu hồi tinh linh của mình. Keo là người đầu tiên thực hiện buổi lễ, tuy nhiên cậu chỉ triệu hồi được những tiểu tinh linh. Nhưng mà Rimuru đã giúp cậu thu thập hết những mảnh ghép này. Qua quá trình tổng hợp của đại hiền nhân, cậu đã tạo ra được một tinh linh cấp cao nhân tạo đẩy vào người của Keo. Có vẻ cách này khá hiệu quả, năng lực bất ổn bên trong đã lắng xuống và được kiểm soát. Rimuru cũng đã thành công tạo ra tinh linh cấp cao nhân tạo cho Alice và Riosta. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ khi mà ba đứa trẻ đều có được tinh linh cấp cao trong người trấn áp sức mạnh bất ổn. Điều bất ngờ là Kenja, cậu nhóc đã tự mình triệu hồi được một tinh linh cấp cao, đó là Quang tinh linh. Có vẻ sức mạnh tiềm ẩn của Kenja sẽ sớm được bộc lộ trong tương lai, biết đâu còn có thể trở thành một vị anh hùng nữa. Người cuối cùng là cô bé Korea. Cô bé này sợ quá nói lời yêu thầy giáo luôn. Phải chi em đợi thêm 8 năm nữa là đẹp rồi, giờ chưa đủ tuổi đâu nha em ơi. Một sức mạnh khổng lồ bất ngờ xuất hiện, áp lực này như là muốn khiến cả mê cung sụp đổ. Một tinh linh cấp cao đến từ tương lai xuất hiện bay đến hôn Rimuru. Hình ảnh của người anh hùng phong ấn Vera cũng thấp thoáng hiện ra, con rồng ngay lập tức có phản ứng với nguồn sức mạnh bí ẩn này. Ramirez còn chưa kịp ngăn lại thì tinh linh đó đã nhập vào người của Korea. Việc để cho một tinh linh đến từ tương lai nhập vào người có thể mang theo mối họa khó lường, nhưng mà trước mắt thì mọi thứ vẫn ổn định. Sức mạnh bất ổn trong người cô bé đã dịu xuống nên là Rimuru và mọi người cũng không mấy lo lắng. Mọi chuyện đều kết thúc êm đẹp. Như lời hứa, Rimuru cũng tạo ra một con golem cho Ramirez rồi cùng những học trò của mình rời đi. Giờ đây, sức mạnh của bọn trẻ đã được kiểm soát, lời hứa với Suyu xem như là đã hoàn thành. Ở trong một không gian khác, một nhân vật bí ẩn đang quan sát Rimuru. Hình như có ai đó đã triệu hồi gã này đến từ tương lai, không biết tên này sẽ là bạn hay là thù của Rimuru đây. Ngày Rimuru rời đi cũng đã đến, những người học trò của anh cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh cũng đã tặng chiếc mặt nạ của Suyu cho Kura giữ và cùng với Ranga trở về rừng Zora thăm mọi người. Hinata cũng đứng gần đó quan sát anh. Tập 1. Giữa ma vương Karen và Rimuru đã xảy ra một số mâu thuẫn trước đây, nhưng mà tất cả mọi việc khi xưa đều được cả hai bên giải quyết ổn thỏa và họ đã cũng ký một hiệp ước bất khả xâm phạm lẫn nhau. Karen cũng đã quyết định là sẽ cử sứ giả đến thành phố Rimuru để thăm hỏi anh chàng này. Rimuru sẽ là người đại diện thành phố làm sứ giả đến thăm Karen để đáp lễ. Rimuru cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng trước khi thuộc hạ của mình lên đường. Anh xem đây là một bước phát triển lớn cho mối quan hệ ngoại giao của hai nước nên là rất chú trọng từng chi tiết. Một nhà khách rộng lớn cũng được tộc Độn Đầu xây dựng rất hoành tráng để chuẩn bị cho việc đón tiếp sứ giả nước láng giềng. Trước khi sứ giả đến thì đoàn anh hùng cũng đã trở về thành phố Rimuru. Đó là Zoom, người trước đây được loan tin đồn rằng đã tiêu diệt được Độn Đầu Chúa. Zoom cũng rất ngạc nhiên khi mà ngay đến cả một ma vương kiêu ngạo như là Karon cũng đồng ý làm đồng minh với Rimuru. Chắc chắn đoàn tùy tùng sứ giả của họ lần này đến đây toàn là những đối thủ đáng gờm. Cuối cùng thì sứ giả cũng đã đến thành phố sau bao ngày chờ đợi. Không ngoài dự đoán, đoàn sứ giả là các tướng mạnh dưới trướng của Carrion. Họ cũng xem thường thủ lĩnh Zora chỉ là một con xe lăn. Những lời nói khiêu khích của đối phương đến chủ nhân đã chọc tức cô nàng Shore. Cô đã lao lên và đọ sức cùng bạch hổ chảo Sophia. Trận đấu giữa hai cô nàng này khá quyết liệt. Cả hai bên đều ngang tài ngang sức, không phân thắng bại. Rusert, một tên phụ xe của đoàn sứ giả cũng được lệnh xuất trận thử sức với Yorm. Tuy chỉ là con người nhưng mà sau khóa huấn luyện đặc biệt của sư phụ Hakuro, kỹ năng kiếm thuật của Yorm đã được cải thiện đáng kể. Tập 2. Và như thế là một trận chiến đã xảy ra khi mà sứ giả đến thành phố Rimuru. Màn đọ sức của Sion và Sophia sắp đến hồi kết.
Cô nàng thiên tà quỷ này đã quá tức giận và dồn hết sức mạnh tạo ra một ma rạn cực đại có thể thổi bay luôn toàn bộ khu rừng chỉ với một chiêu thức. Rimuru nhận ra là cũng đã quá muộn để ngăn cản được. Khi sắp tung ra chiêu thức hủy diệt thì Ombis đã kịp thời xuất hiện ngăn cản cả hai. Thì ra màn giao đấu cũng chỉ là để cho sứ giả của nước Eurasania thử được sức mạnh của các thành viên dưới trướng của Rimuru mà thôi. Rusius cũng đã dừng cuộc so tài với Zoom ngay sau đó khi mà nhận được lệnh của Ombis. Họ đã chấp nhận sức mạnh và tỏ lòng kính trọng đối với Rimuru sau khi mà mọi người đã hoàn thành thử thách của họ. Chỉ có điều là ma đạn cực đại của Sion tạo ra đã vượt quá giới hạn. Cô nàng này không thể kiểm soát được luồng sức mạnh khổng lồ này nữa. Dù đã rất cố gắng để hất nó ra xa nhưng mà sức lực của Sion đã đến giới hạn đành bỏ tay. Hết cách, Rimuru đành xuất hiện. Chiêu phàm thuật của cậu đã mau chóng nuốt chửng quả cầu sức mạnh cực đại. Sau màn trình diễn vừa rồi thì đoàn sứ giả cũng hiểu được vì sao Rimuru lại là chủ nhân của Liên minh Zora. Sau đó, đoàn tùy tùng đã đến thành phố cùng Rimuru để tham gia yến tiệc. Sau khi thưởng thức loại rượu mà chủ tịch tự tay chuẩn bị thì Ombis và Sophia tỏ vẻ rất thích thú. Họ quyết định là sẽ làm nguồn cung cấp trái cây cho thành phố này để đổi lấy loại rượu đặc biệt của Rimuru. Chủ tịch nhà ta cũng phái một thương nhân tên là Kobe đến để bàn bạc việc giao thương sau này của cả hai nước. Kết thúc buổi viếng thăm, đoàn sứ giả lên đường trở về Eurasia. Còn một số người thì tiếp tục ở lại thành phố để học hỏi những kỹ thuật mới. Rimuru cũng thường xuyên sử dụng thuật dịch chuyển đến trường học thăm những đứa trẻ. Hiện giờ anh đang rất bận khi mà phải đi đi lại lại giữa rừng Zora và học viện tự do. Penimaru cũng đã trở về thành phố vài hôm. Trình độ kỹ thuật của nước Eurasia cũng không thể bị kịp với thành phố Rimuru. Cơ sở vật chất nơi đó có phần thô sơ hơn nhiều. Tuy nhiên, nông nghiệp tại đó rất phát triển. Rimuru đã quyết định là cho đoàn sứ giả tiếp theo học hỏi về mảng nông nghiệp này trong chuyến đi sắp tới. Thì ra, Benimaru cũng có màn chào hỏi thử sức trong chuyến đi vừa rồi. Sức mạnh của anh ta hiện tại cũng không thể bị kịp với quốc vương Kerion. Sứ giả của hai bên cũng máu chiến quá, tới nhà người ta mà cứ gặp ai là xúc thôi, sợ thật. Tiếp theo đó, Rimuru cũng có một chuyến đi đến vương quốc Wargor. Trên đường họ cũng đi ngang nơi mà Gale đang tiến hành xây dựng con đường từng bị Charybis phá hủy. Tiến độ thi công đang diễn ra khá ổn định. Chủ tịch tặng vài thùng rượu táo để thưởng cho mọi người như là để khích lệ tinh thần ấy mà. Chuyến hành trình diễn ra suôn sẻ, cuối cùng họ cũng đến được vương quốc Wargor. Kajin cùng ba anh em người lùng cũng đi theo trở về quê hương thăm quốc vương Gazer. Clayman thì đang âm mưu chuẩn bị một kế hoạch khác cùng thuộc hạ của mình. Nhưng dường như lần này tên thuộc hạ của hắn có điều gì đó rất lạ. Cô ta đang bị Clayman cưỡng ép. Hắn dùng trái tim để khống chế, cô cũng không thể làm gì chống lại lên được. Tập 3. Quốc vương Gazer và Rimuru đã có cuộc nói chuyện ngay sau khi anh đến vương quốc người lùng. Câu chuyện về Milin đã dùng một chiêu để tiêu diệt được con quái vật Charybis cũng làm ông không khỏi lo lắng. Ngoài ra, ông cũng không tin được cái cô nàng hồn nhiên nhí nhảnh này lại mang sức mạnh của một ma vương tối cổ. Không những thế, Gazelle còn ngạc nhiên khi mà cả sư tử vương Caron kiêu ngạo cũng chấp nhận liên minh với thành phố Rimuru. Người gì đâu mà quen với mấy nhân vật cộm cán trong giới ma vương thế này. Loại rượu táo mà anh mang đến mời cho Gazelle cũng có hương vị rất ấn tượng. Chất lượng hơn hẳn so với rượu nhập khẩu từ Farmers. Đó là một quốc gia ở phương Tây, tuy nhiên vị vua ở đó lại là một gã tham lam. Tiếng xấu của hắn truyền đi khắp mọi nơi trong vùng nên là Gazelle cũng không ưa tên này lắm. Lúc này thì cô nàng Sion đã say bí tỉ nói năng lung tung. Rimuru đành đưa thuộc hạ của mình vào trong để nghỉ ngơi. Hôm sau anh cũng có màn phát biểu trước dân chúng ở Wargon để chứng minh cho mối quan hệ giao hữu của cả hai nước. Anh chàng có vẻ rất được lòng người dân ở nơi đây. Mọi việc cũng đã xong xuôi ổn thỏa rồi, phải đến nơi quen thuộc quán bướm đêm với mấy em sinh tư thôi. Nhưng mà trước khi đi, chủ tịch cũng không quên dặn dò mấy thằng đệ là không được để cho Suna với Sion phát hiện. Mấy con đó mà thấy là nó đánh ghen chắc chết quá à. Kajin cùng ba anh em người lùn cũng đến nơi và nhập tiệc. Rimuru cũng đã giới thiệu hàng mới của mình cho chủ tiệm. Đúng là làm vua mà thiệt, đi chơi lén còn phải lo việc của đất nước nữa. Kết thúc cuộc chơi, hậu quả là tên Govatar nhát gái bất tỉnh với mấy cô tiên nữ luôn. Còn mấy anh em người lùng cũng say mềm hết rồi. Điều đáng sợ nhất là đã bị Suna và Sion phát hiện, xác định tối nay ra đường ngủ quá à. Thuộc hạ của Flayman trong khi đó đang tiếp cận Zoom. Cô tự xưng mình là một pháp sư và muốn tham gia vào nhóm phiêu lưu cùng với mọi người. Zoom đã tự mình thử sức với cô nàng pháp sư này để kiểm tra sức mạnh nhưng mà nhanh chóng đã bị đánh bại hoàn toàn. Miran đã được anh và mọi người chào đón tham gia vào nhóm. Tập 4. Rimuru đã hoàn thành khóa dạy của mình ở trường học tự do. Anh cũng kết thúc xong hết những việc còn lại. Bàn giao những đứa trẻ cho cô giáo Stick và chuẩn bị trở về rừng Zora. Zoom thì đã đưa Mira quay về thành phố Rimuru để tham quan đất nước quái vật. Sion và Suna cũng rất vui mừng và chào đón cô đến với nơi này. Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc đón tiếp Rimuru trở về. Cô nàng gián điệp này cũng tò mò tại sao thành phố này lại còn có sự xuất hiện của các thiên tà quỷ nữa chứ. Hơn nữa, những kỹ thuật của người dân trong thành phố cũng rất phát triển. Thuốc trị thương hảo hạng được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Tiềm năng phát triển ở đất nước quái vật đang đe dọa đến các quốc gia khác trong khu vực. Gotha cùng Rosius đang có buổi huấn luyện với ông lão quỷ. Đúng là ác mộng, ai cũng mặt mũi bầm tím hết.
Roserod cũng không tin được rằng một cô gái mỏng manh lại có thể đánh bại được Zoom nên đã thách đấu một trận với cô nàng. Nhưng mà cuối cùng thì cũng nhận một kết quả tương tự như khi đấu với Zoom. Gobetha đã nghĩ ra một kế hoạch để lừa sư phụ của mình vào chồng rồi hạ gục ông ta nhờ sức mạnh của Mira. Cuộc chiến của ba người họ với ông lão Hakuro bắt đầu. Tuy lão quỷ đã bị mắc bẫy ma thuật của Mira nhưng mà ngoài dự tính, thoáng chốc ông đã có thể dễ dàng thoát được. Ông dùng ảnh bộ ra phía sau cho Gobetha ăn một đòn chí mạng. Cuộc chiến cũng kết thúc ngay sau đó, kết quả là kế hoạch thất bại, cả ba người bị Kakuro cho ăn một trận đòn nhớ đời. Rimuru cũng đang bàn bạc với thương nhân Dove về việc buôn bán thượng dược của mình đến các quốc gia khác. Các đơn hàng được đặt đến khắp mọi nơi đang dần tăng lên, đến cả Flumen cũng đã ký hiệp ước và làm đồng minh với Liên minh Zura. Đất nước Tempest đang ngày một phát triển hơn và trở thành trung tâm giao thương trong khu vực. Nhưng điều này cũng dẫn đến một mối nguy lớn trong tương lai. Việc trở thành trung tâm kinh tế mới trong khu vực đang ảnh hưởng đến sự phát triển của các quốc gia khác. Trong số đó có cả Farmers, đất nước này cũng đang bàn luận chuẩn bị kế sách trước sự đe dọa này. Lượng thương nhân đến Farmers ngày càng ít đi sau khi Tempest trở thành trung tâm kinh tế. Đây là vấn đề sống còn của cả một quốc gia. Họ đã tổ chức một cuộc họp cấp cao lập kế hoạch tiêu diệt đất nước quái vật. Tổng giám mục Rahim đã đưa ra kế sách để chinh phạt. Vì mục tiêu là đất nước của những quái vật sinh linh bán bổ thần thánh nên là ông đã tính đến việc nhờ sự giúp đỡ của thánh kỵ sĩ đoàn của nhà thờ phương Tây, mượn sức mạnh hùng hậu của nhà thờ để tiêu diệt kẻ thù. Ngoài ra, Farmers còn có những vũ khí bí mật là những kẻ ngoại lai được triệu hồi đến vương quốc này. Không những thế, Rahim cũng đã chuẩn bị một bí thuật cấm để áp chế kẻ địch chuẩn bị cho chiến tranh. Ba tên ngoại lai đã nhận ra được lệnh sẽ tham gia vào đội quân tiên phong đến quấy phá tạo cơ hội cho quân đội thánh chiến tiến vào thành phố. Vào giờ phút này, Rimuru cũng chưa hề nhận ra được âm mưu của họ nên còn đang bận rộn ở trường học tự do. Ở lâu đài của Flayman, Milim dường như đã bị hắn khống chế và chuẩn bị tham chiến. Miran tuy là một gián điệp của Flayman nhưng mà cô đã động lòng và chót yêu Zoom. Người dân trong thành phố thì đang phấn khởi chuẩn bị cho sự trở về của Rimuru. Không khí nơi đây đang rất vui vẻ, tất cả đều không biết được âm mưu của kẻ địch đang rình rập bên ngoài. Flayman đã liên lạc với Miran, lợi dụng yếu điểm là tình cảm của cô với Zoom, hắn đã đe dọa cô thực hiện một âm mưu chuẩn bị cho các thánh kỵ sĩ tiến vào tấn công thành phố. Soe, trong khi tuần tra đã phát hiện ra một đội quân của vương quốc Farmers đang tiến vào trong rừng chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến tranh sắp tới, đồng thời cũng nhận được tin cấp báo từ Ombis. Arazania cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Milim, cô muốn nhờ Tempest bảo hộ tạm thời cho người dân đang di cư tị nạn của họ. Những kẻ ngoại lai từ Farmers cũng đã đến Tempest. Chúng đang tạo một tình huống giả bị quái vật tấn công để kích động mọi người xung quanh. Gobetha đã xuất hiện để giải quyết mọi việc. Khi tất cả đã êm xuôi thì chúng dùng kỹ năng loạn ngôn của mình để tiêu diệt tất cả mọi người. Sion và Suna cũng đã ra mặt để ngăn chặn lại kịp thời. Sức mạnh của họ đã áp đảo những kẻ ngoại lai này. Sion và Gobetha cũng xông lên tấn công đánh đuổi những tên đang làm loạn thành phố còn lại trong số chúng. Flayman đã yêu cầu Miran tạo một kết giới cô lập liên lạc giữa Tempest và bên ngoài, nhưng mà đã bị Curious phát hiện ra. Thân phận ma nhân của cô đã bị bại lộ. Tuy vậy nhưng mà tình yêu của Zoom dành cho cô nàng này vẫn không hề thay đổi. Anh chấp nhận ở bên ma nữ cho cô nàng lừa anh suốt cả phần đời còn lại của mình. Nhưng đã quá muộn, cô đã thi triển cấm thuật tạo nên một kết giới khổng lồ bao trọn cả thành phố. Bên ngoài, Freyhim cũng đã thành công thiết lập một kết giới khác làm suy giảm sức mạnh của yêu tinh. Toàn bộ thành phố hiện giờ đã bị khống chế hoàn toàn trong hai kết giới khi mà còn chưa kịp báo tin cho Rimuru. Sion trên chiến trường khi bị phong ấn đã tất tế trước đối thủ của mình và lâm vào tình thế nguy hiểm. Tập 6. Rimuru chào tạm biệt những người học trò của mình và trở về rừng Zura. Trên đường đi thì bỗng xuất hiện một nguồn năng lượng bất thường tạo ra một kết giới làm giảm sức mạnh của Rimuru. Cả khả năng dịch chuyển của cậu cũng bị phong ấn lại. Soe cũng đã dùng thuật phân thân của mình trong bộ dạng đầy thương tích cảnh báo tình trạng khẩn cấp của thành phố Rimuru. Anh cũng không thể liên lạc được với những người còn lại trong thành phố. Có vẻ mọi việc đã được đối phương sắp đặt từ trước, không cho Rimuru trở về ứng cứu cho mọi người. Một thánh kỵ sĩ bí ẩn từ nhà thờ phương Tây xuất hiện. Những thông tin về việc anh là chủ nhân của liên minh quái vật rừng Zura đều đã bị bại lộ. Có kẻ nào đó đã âm thầm tiết lộ thông tin của anh đến tai các thánh kỵ sĩ. Dù Rimuru có giải thích thế nào cũng không thể thuyết phục được đối phương. Ở Tempest, Gobetha đã bị trọng thương khi mà cố bảo vệ mọi người. Sư phụ của anh là lão Hakuro cũng xuất hiện đến ứng cứu. Do bị kết giới làm suy yếu đi rất nhiều nên là lão cũng đang gặp rất nhiều nguy hiểm khi mà đang đối đầu với kẻ địch. Thực tế, ông cũng bị ăn một nhát chém và bất lực nằm xuống. Một yêu tinh khác là Gozo cũng đã hy sinh để bảo vệ cho công chúa quỷ Suna. Bên đây chiến trường, Sion cũng đang vất vả để chống cự kẻ địch. Kết giới đã ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của cô nàng này. Cô liên tiếp bị tên ngoại lai kia tấn công mà không thể làm gì được. Đạo quân Farmer lúc này cũng đã vượt qua được bức tường phòng thủ tiến vào thành phố, tấn công tiêu diệt mọi người. Tempest đã bị dồn vào đường cùng, lâm vào tình thế hết sức nguy hiểm. Cuộc đối đầu giữa Rimuru và thánh kỵ sĩ bí ẩn vẫn chưa thể kết thúc. Thì ra cô ấy chính là Hyuga Hinata. Ủa, hình như sai. Cô ấy chính là Hinata Sakaguchi được nhà thờ phương Tây phái đến để ngăn chặn Rimuru. Dù biết cô từng là học trò của Shiyu nhưng mà hiểu lầm về cái chết của cô giáo mình đã khiến cho cô ấy bị biến chất.
Hinata đã nghĩ rằng cái chết của Shiyu là do Rimuru gây ra và quyết tâm giết anh để trả thù cho sư phụ mình. Tất cả đều đã bị kẻ nào đó thêu dệt sai sự thật để điều khiển lực lượng thánh kỵ, mượn dao giết người. Hinata liên tục tung ra những đường kiếm về phía của Rimuru. Sức mạnh của cô nàng này đúng là danh bất hư truyền, còn mạnh hơn cả Shiyu. Kỹ năng vô hiệu hóa sát thương cũng không còn tác dụng. Rimuru mau chóng bị Hinata bán hành, nhận phải nhiều vết thương chí mạng. Yu nhận được ra sự bất thường trong những nhát kiếm nhưng mà anh vẫn không thể làm gì để ngăn chặn được Hinata. Trong kết giới thanh lọc, Rimuru đã bị suy yếu đi rất nhiều và chỉ cần nhận thêm một nhát chém cuối cùng nữa là game over. Anh sẽ không thể hồi phục và tái sinh được nữa. Đó là sức mạnh đặc biệt của thanh kiếm cầu vòng ngõ cụt trong tay Hinata. Đòn đánh không tấn công vào chủ thể mà trực tiếp làm tổn hại đến linh thể của đối phương. Khi đã chịu đủ 7 nhát chém thì linh hồn lập tức sẽ tan biến, hồn bay phách lạc. Rimuru triệu hồi cả tinh linh Ifrit để phối hợp tấn công nhưng mà cũng thất bại. Nếu không kịp thời thu lại thì tinh linh cũng đã bị độc kỹ chiếm đoạt của Hinata tiêu diệt. Cô cũng không ngần ngại xuất thần tiến vào tung ra chiêu thức cuối cùng vào người Rimuru. Tập 7. Trước khi nhận phải nhát kiếm thứ 7, Rimuru đã kịp thời biến đổi thành hình thái chiến đấu điên cuồng trong giây phút quyết định. Trong trạng thái quái vật này, anh đã tạm thời mất đi linh hồn và không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Cả những lá bùa phong ấn quỷ của Hinata phóng ra cũng không có tác dụng trước con quái vật này, nhưng nhiều đó vẫn chưa thể đánh bại được thánh kỵ sĩ huyền thoại này. Hinata lập tức triệu hồi ngũ tinh linh đến áp chế Rimuru, thánh chú cấp cao được triệu hồi ngay sau đó. Chiêu thức hủy diệt với sức công phá khủng khiếp đã thổi bay con quái vật. Cũng may mà Rimuru kịp thời thoát thân được, con quái vật chỉ là một phân thân của anh. Trong trận kiếm trước đó anh đã tạo ra một bản sao chạy đi. 36 kế, đánh không lại thì chạy thôi mấy đứa ơi. Rimuru lập tức trở về hang động phòng thí nghiệm của Veta để ứng cứu mọi người, nhưng ở đây cũng không thể liên lạc được với những người trong thành phố. Đến nơi mọi người mới biết được thành phố đã bị kết giới cô lập hoàn toàn. Những người nhóm của Soe sẽ tiếp tục đi thám thính tình hình, còn Rimuru thì một mình tiến vào bên trong hai kết giới xem xét tình hình. Nhưng lúc này thì đã quá muộn, thành phố đã bị phá hủy trầm trọng, người dân cũng bị thương vô số. Benimaru thì đang bận rộn để bắt cô gái gián điệp tạo ra phong ấn nhưng mà bị Grotius ngăn chặn lại. Rimuru đã kịp thời có mặt và biết được tình hình hiện tại. Cả Zoom và Rosius đều van xin Rimuru tha mạng cho Miran, nhưng mà đứng trước sự hy sinh của vô số người dân của mình, chủ tịch cũng đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Nhờ có đại hiền nhân phân tích tình hình nên là anh đã bình tĩnh trở lại, tạm thời bỏ qua cho nữ nhân ma tộc này. Mọi người tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Trong lúc Rimuru vắng mặt, quân đội Fremont đã lợi dụng thời cơ tấn công, thẳng tay tiêu diệt thành phố và sát hại người dân vô tội. Hắn còn mạnh miệng tuyên bố là sẽ quay lại thiêu rụi những gì còn lại. Cuối cùng, anh cũng nhận ra sự phát triển của Tempest vô tình gây hấn đến Fremont. Rimuru đã lập tức nhờ thương nhân Miomai đến báo tin cho Blumen để họ gửi viện binh đến. Thông qua những gì Miran tường thuật lại, Rimuru cũng đã nhận ra kẻ nắm đuôi toàn bộ sự việc này đều là do ma vương Clayman đứng đằng sau lập kế hoạch giật dây. Tập 8. Clayman mưu đồ kích động chiến tranh, mượn tay Fremont để tiêu diệt quốc gia quái vật giúp hắn chống trị rừng Zura. Miran cũng là gián điệp hắn đã cài vào tạo kết giới, tạo cơ hội cho đội quân kỵ sĩ tấn công thành phố. Do cô đã bị khống chế nên tạm thời Rimuru chỉ quyết định là tạm giam giữ cả ba người họ để sau này xét xử. Rimuru cũng đã dùng sức mạnh của mình để trị thương cho Gobuta và lão Hakuro. Mới tỉnh dậy mà sát khí của lão quỷ vẫn không hề suy giảm, nhưng điều mọi người không muốn nói ra là tình trạng của Sion. Benimaru đích thân dẫn Rimuru đến nơi nhưng mà người đã không thể cứu chữa được nữa. Cả Gozo và Sion đều đã hy sinh khi bảo vệ công chúa Suna. Rimuru đã rất tức giận khi rất nhiều dân làng và những người thuộc hạ thân tín nhất của mình đã phải chết. Khi đang chìm đắm trong hận thù và nỗi thất vọng thì nhóm thám hiểm ba người từ Flumen đã đến báo cáo cho cậu một tin tức quan trọng. Khi chuẩn bị sử dụng phàm thực để hút hết tất cả các sinh linh ở đây thì bọn họ đã kịp thời xuất hiện ngăn cản, trao cho cậu một tia hy vọng cuối cùng. Đó là câu chuyện cổ tích về việc hồi sinh những người đã chết. Đó sẽ là khởi đầu cho ánh sáng mang mọi người trở lại. Soe bên ngoài kết giới cũng đã phát hiện ra các pháp sư Fremont đã lập doanh trại ở bốn góc thành phố tạo ra kết giới áp chế mọi người. Quay trở lại câu chuyện của Eren. Thân phận thật sự của cô là công chúa của vương triều phù thủy Sauron. Tên thật của cô là Aelon Grimworld. Có một câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ của cô về một công chúa rồng được loài rồng và con người sinh ra. Cô đã được rồng cha ban tặng cho mình chú rồng con để làm bạn nhưng đã bị một quốc gia bí mật tấn công. Rồng con vì muốn bảo vệ công chúa nên đã chống cự và hy sinh. Với sức mạnh của mình, cô đã quay trở lại trả thù thiêu rụi toàn bộ vương quốc đó. Khi đã tiêu diệt hàng triệu sinh linh, cô bé đã trở thành ma vương và rồng con cũng đã được hồi sinh một cách kỳ diệu. Nhưng mà rồng con vì mất đi linh hồn sau khi chết nên đã biến thành ác thú không có ý thức và tấn công mọi người. Nên là cô công chúa nhỏ đành phải cắn răng phong ấn người bạn của mình. Nhưng cái chết của những người dân trong thành phố lại khác. Nhờ có hai kết giới phong ấn, linh hồn của những người chết đã được giữ lại bên trong. Việc còn lại, Rimuru phải trở thành ma vương để hồi sinh mọi người. Rimuru đã dựng lên một kết giới thứ ba để giữ những linh hồn đã chết của mọi người. Anh cũng đã có được hạt ma vương sau sự kiện hấp thụ độn đầu tai họa. Nhưng mà điều quan trọng lúc này lại là chất dinh dưỡng để cho hạt giống ma vương nảy mầm.
Để làm được điều đó, Ruru cần phải thu thập hơn 10.000 linh hồn. Đúng lúc đó, Soe cũng cấp báo quân đoàn của nước Fremont và nhà thờ phương Tây cũng kéo đến. Vừa tròn số binh lính ở đó cũng hơn 10.000 người. Trước khi lâm trận, Ruru đã quyết định hình phạt cho Mira. Bất ngờ anh tung ra đòn kết liễu nữ ma nhân này, nhưng mà cô nàng lại không chết mà còn được giải thoát khỏi Layman. Chủ tịch đã phá hủy trái tim bị tên ma vương kiểm soát và tạo cho cô một trái tim nhân tạo khác. Cảm kích trước tấm lòng nhân từ, cô cũng đã quyết định trở thành thuộc hạ giúp đỡ cho Rimuru chống lại kẻ thù. Còn Zoum sẽ được phong là tân vương của Fremont sau khi đoàn kỵ binh kia bị đánh bại. Mọi việc đang dần ổn định trở lại sau khi Rimuru trở về. Tập 9. Mọi người tập trung bàn về việc Rimuru sẽ thu thập hơn 10.000 linh hồn từ quân xâm lược và trở thành ma vương để hồi sinh Sion vào mọi người. Tất cả đều nhận trách nhiệm của mình sau những tổn hại đã xảy ra. Không ai trách cứ anh về việc vắng mặt khi mà thành phố gặp đại họa. Tuy nói là ma vương nhưng mà các thuộc hạ của anh cũng quyết định tin tưởng Rimuru đến cuối cùng. Mọi người sẽ tin vào sự chỉ huy của chủ tịch và tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nhưng chỉ có một mình Rimuru xuất chinh trong trận chiến lần này. Những người còn lại sẽ đảm nhận công việc khác. Đó là tiêu diệt các danh trại xung quanh thành phố để giải kết giới. Lần lượt hướng tấn công được phân cho những người sở hữu sức mạnh vượt trội dưới trướng của Rimuru, đặc biệt là hướng Tây, sẽ là nơi đóng quân của những kẻ ngoại lai từng tấn công thành phố. Hakuro cùng với Gota và chư nhân Girl đã đảm nhận hướng Tây để trả món nợ lần trước họ đã gây ra cho mọi người. Sona cùng với Mira sẽ cùng nhau tạo ra một kết giới khác để bảo vệ những linh hồn trong thành phố. Tập 10. Kế hoạch được mọi người tiến hành theo đúng dự định. Một mình Penamoro đã tiêu diệt dễ dàng doanh trại của kẻ địch. Nhóm của Gabiru và Soe cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đúng như là dự đoán, hướng Tây là nơi tập trung của những tên cộm cán nhất của quân xâm lược. Gale sẽ đối đầu với tên Sugo, còn đối thủ của Hakuro tất nhiên là tên khoác lác từng chém mông. Nhưng không có kết giới trấn áp, tình thế lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Những chiêu trò của hắn đều không có tác dụng trước lưỡi kiếm của Hakuro. Trong một khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, kẻ địch đã không thể chuyển động để né nhát kiếm cuối cùng của lão quỷ. Kết quả là hắn đã bị chặt bay mất cái nóc khi mà bản thân còn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Phía bên này, Sogo cũng đã bại trận. Thấy được cái chết của Kyoya, hắn đã không kiềm chế được nỗi sợ và lập tức bỏ chạy. Không ngờ hắn vào lều giết luôn người bạn thân của mình để đánh cắp sức mạnh hồi phục. Giờ đây, cơ thể của Sogo đã không còn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Gale nữa. Những vết thương đã hồi phục trở lại nhưng vẫn không thể đánh bại được lão trư. Sức mạnh hồi phục cũng không thể nào bắt kịp tốc độ tấn công mà Gale gây ra. Chư nhân đã tra tấn hắn để bắt hắn chịu đựng những gì mà bản thân mình đã gây ra. Khi chuẩn bị tung nhát kiếm kết liễu thì Rajen đã kịp thời xuất hiện đỡ cho Sogo. Rajen sử dụng một sức mạnh bộc phá để ngăn chặn Gale và trốn thoát cùng với tên ngoại lai. Tất cả các doanh trại đã bị tiêu diệt thành công. Kết giới xung quanh thành phố cũng đã sụp đổ. Sona cùng với Miran lập tức tạo một kết giới khác đúng theo kế hoạch. Khi tất cả đã đâu vào đấy thì cũng là lúc Rimuru chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ đại bản doanh của kẻ địch. Sau khi cứu Sogo về, Rajen đã cướp lấy thân xác anh ta. Đây cũng là cách mà hắn từng làm để tồn tại qua bao năm ở vương quốc Fremont. Rimuru tạo một kết giới không cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát, chuẩn bị cho buổi hiến tế trở thành ma vương. Vô số những tia nước được bắn ra tiêu diệt hết những binh lính ở trong kết giới. Con số linh hồn thu thập được ngày một tăng lên nhanh chóng. Tập 11. Quốc vương và tên tổng giám mục đang khiếp sợ không biết chuyện gì đang xảy ra. Fogan và Rajen đã ngay lập tức tiến đến hộ giá. Tưởng cái gã này sau khi có thân xác mới mạnh lắm, ngờ đâu vừa bước được mấy bước cũng bị những tia nước bắn chết cùng với tướng Fogan. Những tên cận vệ xung quanh đó cũng đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Nhờ có việc tiêu diệt số lượng lớn linh hồn binh sĩ, Rimuru cũng học được kỹ năng kẻ vô tâm. Sức mạnh từ cậu tỏa ra làm hai tên hoàng gia kia cũng phải khiếp sợ. Bọn chúng còn mặt dày giãn hòa sau những gì đã gây ra. Quốc vương Farmer còn đổ toàn bộ lỗi lên đầu của Rohem, tức giận trước thái độ của một bậc đế vương. Rimuru đã bắn đứt một cánh tay của hắn. Nhờ độc kỹ kẻ vô tâm, cậu đã tước đoạt tất cả linh hồn của những binh sĩ còn lại. Số lượng linh hồn cho hạt ma vương nảy mầm đã đủ điều kiện. Nghi thức trở thành tân ma vương vừa bắt đầu đã khiến cho Rimuru kiệt sức. Anh đã triệu hồi Ranga để mang hai tên vô lại còn sót lại về làm tù binh. Đồng thời, Rimuru cũng hiến tế xác của những binh lính đã bị tước đi linh hồn, triệu hồi ba tên đại ác ma và ra lệnh cho chúng dọn dẹp những gì còn sót lại. Một trong số chúng là nhân vật bí ẩn ở phần 1 mang trong mình sức mạnh tối cổ của loài quỷ. Nhưng lúc này, Rimuru vẫn chưa biết được sức mạnh thật sự của tên quỷ này. Rimuru được tên Ranga đưa về thành phố để thực hiện nghi thức hồi sinh mọi người. Lúc này, cậu đã trở lại hình dạng Slam của mình. Lễ hội thu hoạch bắt đầu. Giải thích cho các bạn là lễ hội này để biến thành ma vương nha. Rimuru phát ra một luồng sáng sức mạnh khổng lồ, biến đổi lại cấu trúc cơ thể, tiến hóa từ quái vật Slam thành Ekma Slam. Đồng thời còn tiến hóa những kỹ năng khác vượt bậc. Kỹ năng đại hiền nhân trải qua vô số lần tiến hóa thất bại, cuối cùng thì cũng đã hy sinh để nhận được phúc lành tiến hóa thành kỹ năng tối thượng Raphael. Giống như là Google vậy á, kỹ năng này có thể phân tích và trả lời mọi tình huống và câu hỏi. Đại hiền nhân đã bá rồi, nay còn tiến hóa thành Google tối thượng thì ai mà chơi. Kỹ năng phàm thực cũng tiến hóa thành độc kỹ siêu hấp thụ, có thể ngăn chặn mọi đòn tấn công.
Tên Rajan sau khi giả chết thì đã bị ba tên thuộc hạ của Rimuru mới chịu hồi bắt được. Hắn cũng muốn thử cơ thể mà Rimuru vừa ban cho mình. Đòn tấn công ma pháp của Rajan đã bị tên ác ma kia dễ dàng đánh bay. Rajan đã triệu hồi một chiến binh đại tinh linh nhưng cũng bị tên ác ma này phá hủy cái mộp. Không những thế, hắn còn ăn cả lỗi ma thuật của đại tinh linh này. Những đòn tấn công vật lý cũng không thể nào xoay chuyển tình thế cho Rajan. Tất cả đều không có tác dụng trước sức mạnh của tên đại ác ma nguyên thủy này. Khi nhận ra thân thế đối thủ của mình, Rajan vì sợ hãi đã ngất xỉu ngay sau đó. Lễ hội thu hoạch kết thúc, tất cả các thuộc hạ của Rimuru đều được ban phúc lành tiến hóa, sức mạnh lớn đến nỗi khiến tất cả bị ngất đi trước bá khí. Sau khi biến thành ma vương, Rimuru đã thu gom toàn bộ linh hồn còn sót lại trong kết giới để hồi sinh mọi người, nhưng do mới thức tỉnh nên là lượng ma pháp vẫn chưa đủ, anh đành phải hiến tế hai tên ác ma đi cùng với quỷ nguyên thủy để hoàn thiện buổi lễ. Nghi thức hoàng hồn tối thượng được thi triển, tất cả các linh hồn đều được trở về với cơ thể của mình. Rimuru đã kiệt sức và ngất đi ngay sau đó. Tập 12. Rimuru đã thành công hồi sinh Sion và mọi người trong thành phố trở lại. Không những thế, các thuộc hạ của anh cũng đều được gia tăng sức mạnh lên đáng kể sau khi nhận được phúc lành. Để kiểm tra xem chủ nhân của mình có thay đổi tâm tính hay không, Benimaru đã hỏi anh một câu món ăn của Sion như thế nào. Trời ơi, cái thằng này chơi gài bố mày nữa, Sion đang ở đây ai mà dám lên tiếng chứ? Cũng may là nhờ có Google tối thượng cứu nguy trong tình huống này, anh khéo léo kéo theo Benimaru chịu tội cùng với mình. Cô nàng tức giận không biết hình phạt của cả hai sẽ phải ăn đồ ăn của siêu đầu bếp này trong bao lâu nữa đây. Đã 3 ngày kể từ khi mà Rimuru trở thành ma vương, trong lúc đó Milim đang tấn công vào vương quốc thú Eurasania. Caron đã một mình tham chiến để cho các thuộc hạ của mình có cơ hội trốn đi cầu cứu Rimuru. Cuộc chiến giữa hai ma vương diễn ra rất khốc liệt. Caron cũng sử dụng độc kỹ bách thú để đối phó với Milim. Sức mạnh của anh được đẩy lên cực đại. Thú thường tỏa ra bá khí sư tử hống lao đến đè bẹp đối thủ. Nhưng sau vụ nổ lớn, Milim không những không bị đánh bại mà còn biến đổi thành trạng thái chiến đấu hủy diệt. Để đáp lễ, Caron cô tung ra một luồng ánh sáng cực đại phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Sức mạnh của Milim hiện giờ hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác. Ma vương Frey cũng xuất hiện khống chế Caron từ sau lưng. Đối đầu với hai ma vương cùng lúc, Caron đành thất thủ bó tay chịu trói. Thu hoạch của anh đã đến được Tempest và đang cầu cứu viện binh từ Rimuru. Hướng đi của Frey và Milim sau khi bắt được con tin lại là về căn cứ của Flayman. Nhận ra sự việc ngày càng tồi tệ, chủ tịch đã ra lệnh cho mọi người phải bình tĩnh trước khi anh nghĩ ra được kế sách đối phó. Trong trường hợp xấu nhất có thể Rimuru sẽ phải đối đầu với cả ba ma vương cùng một lúc. Đang mãi suy nghĩ về những chuyện vừa rồi thì tên quỷ mà Rimuru vừa triệu hồi xuất hiện. Mà lúc đó rối ren quá, cậu cũng không nhớ được là mình đã triệu hồi tên đại quỷ này lúc nào. Nhưng mà Rimuru cũng nhận ra sức mạnh đến từ tên này cũng không phải là dạng tầm thường. Tuy bản thân rất mạnh nhưng mà hắn vẫn một lòng muốn đi theo dưới trướng của Rimuru. Không có gì để trả công nên là chủ tịch đã đặt tên cho hắn là Theoplo, xem như là phần thưởng dành tặng cho tên ác ma này. Sau khi đặt tên, lượng phân tử trong người của Rimuru đã suy giảm đi một nửa. Có vẻ sức mạnh của tên ác ma này ẩn chứa điều bí ẩn gì đó rất lớn. Rimuru cũng kể cho Theoplo nghe về những vấn đề sẽ phải đối mặt trong tương lai. Lúc này thì kết giới phong ấn Verora cũng đã được kỹ năng tối thượng phân tích dòng. Sau khi được giải phóng, sức mạnh của Verora có thể chấn áp được các nước phương Tây. Rimuru dịch chuyển đến hang động tạo ra một thân thể mới để chứa Verora. Sau khi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, anh tiến hành giải phóng kết giới cho người bạn của mình. Sức mạnh của cuồng long nhập vào phân thân và trở thành một cơ thể mới. Vậy là cuối cùng anh cũng hoàn thành lời hứa giải phóng cho Verora. Tập 1. Sau khi giải phóng Verora, nhờ việc phân tích tàn dư còn sót lại và kết giới phong ấn của cuồng long nên là Rimuru đã có thêm được 2 độc kỹ nữa. Vậy là hiện giờ chủ tịch của chúng ta đang sở hữu tới 4 độc kỹ tối thượng. Verora cũng nhận được phúc lành từ việc Rimuru trở thành ma vương. Sau mấy trăm năm mới được giải thoát nhưng mà sức mạnh hiện tại của Verora vẫn còn quá lớn. Anh đã phải thu gọn hào quang xung quanh cơ thể lại để khi về thành phố không khiến cho mọi người hoảng sợ. Tuy đã ém sức mạnh hết sức cơ thể nhưng mà ai ai cũng ngạc nhiên khi mà Rimuru đưa Verora cho mình dạng một con người trở về làng. Cả mộc thần Trainee cũng xuất hiện diện kiến vị thần bảo hộ rừng Zura từ hàng trăm năm trước. Hai chị em mộc thần là những người từng được cuồng long cứu, cai quản rừng Zura trong lúc ông bị giam cầm trong hang động. Dù vậy thì mọi người cũng vui mừng khi mà Verora cũng là bạn thân của ngài Rimuru. Ngoài Milim ra thì nay thành phố đã có thêm sự bảo hộ từ cuồng long. Mọi người tổ chức yến tiệc linh đình mừng cho Rimuru đã đánh đuổi được kẻ thù và mọi người trong thành phố đã được hồi sinh. Xui cái là chỉ có Rimuru và Benimaru là không thoát khỏi được mấy cái món ăn năm sao của cái bà Sion. Dù nhìn rất chi là tẩm nhưng mà cũng may là mùi vị lại rất tuyệt vời. Sau khi nhận được phúc lành, cô cũng đã tiến hóa kỹ năng nấu ăn của mình thành siêu đầu bếp. Sau đó các thành viên cấp cao trong thành phố cũng có một cuộc họp. Diablo, quái vật vừa được Rimuru triệu hồi được giới thiệu với mọi người. Bên cạnh đó, anh cũng muốn thông báo việc mình đã trở thành ma vương để gây hấn với các ma vương khác, đặc biệt là Flayman. Fuzza và Pluman cũng đã tức tốc cùng viện binh kéo đến Tempest thì đã thấy mọi người trong thành phố nằm ngổn ngang. Mà ổng đâu có biết là hôm qua ăn chơi dữ quá nên là chỉ xỉn rồi ngủ vậy thôi.
Ông cũng không tin được vào tai mình cuộc chiến đã kết thúc khi mà viện binh của ông chỉ vừa mới tới. Ngạc nhiên hơn hết là Rimuru đã là một mình tiêu diệt hết tất cả đội quân của Pharma. Quốc vương Gazelle cùng đội kỵ binh của mình cũng đến ngay sau đó ứng cứu cho Tempest. Mấy cái người này toàn đợi người ta đánh xong không rồi mới vác đít chạy đến. Đồng minh kiểu này gì mà chán hết sức. Hậu duệ tiên tộc từ vương quốc phù thủy Sauron khi nghe tin có một tân ma vương mới cũng đã đến gặp Rimuru ngay sau đó. Tên pháp sư này còn thi chuyển ma pháp chuẩn bị tấn công Rimuru. Cũng may là con gái ông ta đã kịp thời ngăn cái lão điên này lại. Ông ta là Elavira Rimuru, đại công tước của vương quốc phù thủy, cha của Elirona. Cuộc họp cấp cao ở Stambeth thảo luận việc lật đổ Flayman ngày càng có nhiều nhân vật tham gia. Tập 2. Tại một nơi được gọi là Thánh Đô Ruberos, Laflay sau khi đột nhập vào nhà thờ đã bị một tên Macaron nào đó đánh đuổi. Tuy mang thân phận là Macaron nhưng mà ông ta cũng là người canh gác nơi đây khỏi những kẻ mua đồ xấu. Bị đánh tê tua nhưng mà tên hề vẫn có thể trở về báo cáo lại những việc đang xảy ra ở nhà thờ phương Tây cho Zuki. Thì ra tên này chính là kẻ hai mặt. Ngoài việc giúp đỡ cho Rimuru, hắn còn có mối quan hệ bí ẩn với Liên Minh Hề. Zuki còn hồi sinh hội trưởng của những tên hề mà vương Kazalim đã chết cách đây 200 năm. Nhưng do chỉ là thân thể tạm thời nên sức mạnh lúc này của Kazalim vẫn chưa thể so sánh được với khi mà hắn ta còn ở thời kỳ sung mãn nhất. Mục đích của Flalay khi đến nhà thờ là để tìm một vật bí ẩn nào đó. Nhưng khi vào nơi chỉ có giáo hoàng cấp cao ở thì lại bị một tên Macaron đánh đuổi. Hắn chính là chúa tể máu tươi Valentine. 200 năm trước, Kalajim cũng đã từng giao đấu với hắn khiến cho tất cả vạn vật xung quanh đều bị tiêu hủy. Nhưng cả hai đều không thể phân thắng bại. Một hội nghị giữa các ma vương ngồi xuống đàm phán đã được lập ra, kể từ đó có tên là Warburgis, yến tiệc của những ma vương. Sự xuất hiện của một ác nhân tại thánh địa của giáo hoàng cũng là một điều bí ẩn. Hắn là giáo hoàng đang che đậy một sự thật nào đó. Flalay đang tính nhờ Flayman điều khiển giùm Milim và Frey để tổ chức một buổi yến tiệc của ma vương để dụ tên Macaron ra ngoài, sau đó bí mật quay lại đột nhập nơi ở của giáo hoàng để tìm ra sự thật được che giấu. Cuộc họp liên minh rừng Zora được tổ chức với sự góp mặt của các quốc gia lớn. Đặc biệt, họ cũng bất ngờ có sự tham gia của Verora trong liên minh này. Trước khi bắt đầu thì cuộc họp lại phải hoãn lại trước sự quay trở lại bất ngờ của cồn long Verora. Cả Wargon và Saruor, hai quốc gia này đều cảm thấy liên minh với con rồng hủy diệt là điều gì đó không bình thường. Hơn nữa, họ cũng chưa biết được chính Rimuru là người giải phóng cho Verora. Anh đành phải kể lại toàn bộ quá trình mình tái sinh đến thế giới này cho cả hai cùng nghe. Nhưng mà dù chính tai nghe thấy họ cũng khó lòng để có thể chấp nhận sự thật này, đặc biệt là vấn đề với nhà thờ phương Tây. Loài rồng là sinh vật thù nghịch với bọn họ. Nếu để lộ tin Verora có mặt trong liên minh rừng Zora có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn với phe giáo hoàng. Quyết định tham gia vào cuộc họp bí mật này cũng đồng nghĩa với việc Wargon và Sarion cũng sẽ trở thành kẻ thù của giáo hội. Dù vậy nhưng mà cả hai vương quốc lớn này cũng đã quyết định giúp cho Rimuru giải quyết mọi việc sắp tới. Họ sẽ cùng cậu đồng hành trên một con thuyền. Cuộc họp cấp cao lại bắt đầu. Sau sự việc Hinata bất ngờ tấn công Rimuru không cho anh trở về thành phố của một người đã chứng tỏ có kẻ đứng đằng sau giật dây lên kế hoạch sắp đặt mọi việc. Hinata vốn nổi danh là một kiếm sĩ anh hùng luôn bảo vệ cho người dân, cô đã bị chi phối trong vụ tấn công Rimuru. Cả thư ký Sion và người mới nhậm chức thư ký là Pirlo đều giành nhau tiêu diệt Hinata khi nghe tin chủ nhân của mình bị tấn công. Thư ký gì đâu mà toàn đánh với đám chiến quá đi, ai là cũng có muốn thư ký như vậy nữa. Tuy bị xem là kẻ thù nhưng mà Rimuru vẫn quyết định ngồi im chờ đợi hành động tiếp theo từ đối phương. Anh cũng không muốn khi đang đối đầu với Clayman mà còn gây hấn với nhà thờ phương Tây. Rimuru cũng đã đoán được kẻ hai mặt đứng đằng sau giật dây bán đứng anh trong vụ việc thành phố bị tấn công vừa rồi. Tiên chúa Ramirez cũng đến cấp báo cho cậu một tin quan trọng, Tempest sắp sửa bị diệt vong. Tập 3. Họp hành gì đâu mà toàn những nhân vật không mời mà đến không à. Thôi, để cô nàng tiên lanh chanh này chơi với Verora cho đỡ ồn. Quay trở lại với vấn đề chính của cuộc họp, câu chuyện được công bố cho thiên hạ. Rimuru vẫn sẽ xưng danh là ma vương nhưng sẽ giấu đi việc anh đã một mình tiêu diệt đại quân Formos hiến tế họ để thức tỉnh. Còn việc Verora trở lại là nhờ cái chết của những binh sĩ vương quốc Formos đã vô tình gỡ bỏ phong ấn, còn Zoom tiếp tục sẽ là vị anh hùng giải nguy cho mọi người. Dù đã bị đổ hết lỗi là mình đã sát hại hoàng lạc binh lính của Formos nhưng mà Verora vẫn chấp nhận trong hoàn cảnh này, dù gì cái danh thiên tai thảm họa cũng đã theo anh suốt mấy trăm năm qua. Bên cạnh đó nhờ uy danh của Cuồng Long cũng sẽ làm cho các quốc gia khiếp sợ. Họ sẽ không dám động tới Tempest như sự việc vừa rồi nữa, đồng thời cũng làm các ma vương khác chú ý đến sự trở lại của Verora mà lơ là không cảnh giác trước Rimuru. Tiếp theo sẽ là việc đưa anh hùng Zoom lên làm vua của nước Formos, với mục tiêu là tái thiết lập lại quốc gia này và cải thiện mối quan hệ với quốc gia quái vật. Tuy nhiên trách nhiệm khi trở thành một tân vương của một nước cũng hết sức nặng nề, cả Roshard và Milran cũng sẽ giúp anh hết mình trở thành một bậc quân vương chân chính. Tên Roshard thì ngang nhiên giúp đỡ người khác trước mặt Vopiro, tính tạo phản hả mẹ?
Các quốc gia khác cũng hết lòng trợ giúp cho Zoom đoạt được format, nhưng đặc biệt là sự giúp đỡ của Fuser. Dù gì thì Blumen cũng chỉ là một nước nhỏ, thắt chặt mối quan hệ với đất nước quái vật có thể sẽ dẫn đến khủng hoảng khi mà chiến tranh nổ ra với phe giáo hoàng. Chicken sai một ly trong vấn đề đối ngoại sẽ khiến cho một đất nước nhỏ bé ngay lập tức sụp đổ, nhưng mà Blumen vẫn đã quyết định đi đến cùng với vương quốc quái vật. Tin tưởng vào Demru hoàn toàn còn hơn là tìm kiếm nơi nhà thờ phương Tây xa xôi. Cả vương quốc Sauron sau khi thấy được sức mạnh thật sự và ước mơ xây dựng thành phố hòa bình trong tương lai của Rimuru cũng quyết định tin tưởng làm đồng minh với cậu. Cuộc họp kết thúc tốt đẹp và vương quốc phù thủy Sauron sẽ là quốc gia loài người thứ ba liên minh với vương quốc quái vật Tempest. Clayman cũng đã chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Việc Milim tấn công vương quốc của Caeron đã vi phạm quy ước bất khả xâm phạm của các ma vương. Nhưng hắn tính mượn cái chết của Miran bị Rimuru giết để đổ toàn bộ lỗi lên đầu của Caeron. Câu chuyện mà Clayman vẽ ra sẽ hợp thức hóa việc tấn công vào vương quốc thú và lật đổ Rimuru trong hội nghị yến tiệc sắp tới. Nhưng hắn vẫn chưa biết được rằng Miram vẫn còn sống. Tuy nhiên, Flavlay cũng khuyên Clayman nên cảnh giác vì điều khiển một ma vương thượng cổ như là Milim là điều không hề dễ dàng. Tập 4. Cuộc họp cấp cao ở Tempest cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này anh mới chú ý đến Bramiris đi cùng với cô còn có con Golem mà Rimuru đã tạo ra khi còn ở Mê Hồng Cung. Cô nàng nhõng nhẽo đang mải mê với mấy cuốn truyện tranh cùng với Verora. Cô đến đây để thông báo cho Rimuru việc Tempest sắp bị hủy diệt. Ma vương Clayman đã đề xuất tổ chức đại tiệc Warburgis, hai người đứng phía sau bị hắn chi phối là Milim và Frey. Chủ đề trong cuộc hội nghị lần này là một thế lực mới đã xuất hiện trong rừng đại ngàn Zura. Việc Rimuru công bố với thiên hạ mình trở thành ma vương đã vô tình gây hấn với các ma vương còn lại. Đặc biệt là câu chuyện do Clayman tự vẽ lên về sự phản bội của ma vương Caeron cùng cái chết của gián điệp hắn cài vào sẽ là điều bất lợi khiến cho Rimuru thất thế trong cuộc họp sắp tới. Nhưng Miran vẫn còn sống, đây sẽ là con bài bất ngờ để lật đổ hắn ta. Warburgis sẽ được thành lập trong 3 ngày nữa. Ramirez đến để báo tin đồng thời cũng sẽ ủng hộ Rimuru trong cuộc họp sắp tới. Thật ra là cái bà tiên này bà sợ Rimuru mà bị giết thì cái con golem đồ chơi Beresta do Rimuru tạo ra cũng tan biến theo. Ramirez cũng quyết định là mình sẽ ở lại thành phố này với mấy cô mộc thần nhưng mà xin mãi chủ tịch vẫn không cho phép. Trời ơi, bà mà ở đây phá phách thì ai mà chịu nổi không biết à. Việc thẩm vấn giao cho Sion cũng đã có kết quả nhưng mà không biết thẩm vấn hay là tra khảo nữa, nhìn họ giống như là ngẫm hết luôn rồi á. Nhưng ít nhất cô cũng moi được một số thông tin về nhà thờ phương Tây. Kẻ chủ mưu trong cuộc chiến vừa rồi đằng sau chống lưng cho Rohim là Hồng Y giáo chủ Nicholas Berter. Hắn đã lấy danh nghĩa tiêu diệt quái vật để ghi điểm với tổng bộ giáo hoàng. Rimuru cũng đã phát động chiến tranh với Clayman. Vera sẽ ở lại Tempest để bảo vệ thành phố, còn Theolo sẽ cùng Zoom trở về vương quốc Fromer giúp anh ta đoạt ngôi vương. Có thể chuyến đi lần này của Theolo sẽ mất đến vài năm để giúp cho Zoom xây dựng được một đất nước ổn định. Đội quân của Clayman Sawyer cũng đã thám thính được đang tập hợp khoảng hơn 3 vạn binh sĩ trong lãnh địa của Milim. Kẻ dẫn đầu đội quân đó là một thuộc hạ đắc lực của Clayman, được mệnh danh là Ngón Giữa Zamza. Ngoài hắn ra còn có 4 ngón tay khác có sức mạnh cũng vô cùng đáng sợ. Miran cũng từng nằm trong số đó. Zamza còn sở hữu thanh kiếm có năng lực ngưng kết băng, nổi danh trong khu vực là băng kết ma kiếm sĩ. Đối đầu với một tên tàn ác nhưng mà lại có thực lực này là một thử thách lớn trong trận chiến sắp tới. Mục tiêu của chúng cũng không phải là tiến đánh Tempest mà là vương quốc thú. Hắn muốn lợi dụng lúc Caeron đã bị bắt và các thuộc hạ dưới trướng không có mặt bảo vệ nơi này để ra tay sát hại những ngôi làng xung quanh, thu thập những linh hồn từ những người dân vô tội, giúp hắn tức tỉnh thành ma vương chân chính. Tập 5. Dù đã biết được kế hoạch của Clayman nhưng dù bây giờ có tức tốc trở lại Erasania cũng không còn kịp nữa, đối phương đã đi trước một bước. Việc vận chuyển cả đại quân khổng lồ bằng dịch chuyển ma pháp cũng mang theo mối hiểm họa khôn lường. Nhưng với những cơ thể đã được kết giới ma pháp bảo hộ xung quanh thì điều đó hoàn toàn có thể. Nếu là ma nhân hay là quái vật thì lớp bảo vệ này đã có sẵn. Ngoài ra với những người chưa có kết giới ma pháp bảo hộ, Rimuru cũng có thể dùng năng lực của mình tạo ra một kết giới giúp họ. Nhờ có Raphir tối thượng giúp anh tiến hóa kỹ năng dịch chuyển, giờ đây anh cùng mọi người đã có kế hoạch để giải cứu những người dân vô tội. Rimuru đã quyết định đích thân tham gia hội nghị Warburgis để đối mặt với tên Flayman. Ngoài ra khi tham gia chỉ được dẫn theo hai thuộc hạ duy nhất. Vừa nghe xong thì Sion ngay lập tức dành một chân đi theo chủ nhân liền. Diablo có vẻ là thuộc hạ mạnh nhất của Rimuru hiện tại nhưng mà anh ta vẫn còn đang bận với nhiệm vụ hỗ trợ cho Zoom về nước. Penimaru thì cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến với đội quân do Zazam dẫn đầu. Hết cách, thôi đành phải dẫn theo cái bà Sion với Ranga đi theo vậy. Verora cũng muốn đi theo Rimuru đến hội nghị tiêu diệt tên Clayman nhưng mà nếu anh xuất hiện ở đó thì có vẻ chi khiến cho mọi việc trở nên rắc rối hơn mà thôi. Đặc biệt là các ma vương khác cũng sẽ tham chiến khi có con rồng hủy diệt này trở lại. Verora cũng đã nhận nhiệm vụ ở lại bảo vệ thành phố trong lúc mọi người ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, nên chắc lần này là cuồng lòng phải ở nhà thôi. Nhưng nếu trong trường hợp khẩn cấp, Rimuru cũng có thể dùng thuật triệu hồi của mình để mang Verora đến.
Trini cũng cầu xin Dumuru cho phép được đi theo hầu tiên chúa ma vương Kramirik cùng Beresta. Mọi chuyện đã được chuẩn bị kỹ chu đáo. Có thể trong chuyến đi lần này Dumuru cũng có thể gặp được ma vương Pleo, người mang nhiều mối duyên nợ với Siyu. Tại lãnh địa của Milim thủ phủ rồng, những người thờ phụng Milim đang phải chịu đựng sự hống hách của tên Jamza. Họ cũng không nghĩ rằng ngài Milim lại chấp nhận chu cấp lương thực cho đại quân của Clayman. Không những thế, hắn còn chặt luôn cánh tay của tên thuộc hạ đi theo Midray khi anh ta cố ý tỏ ra chống đối với mệnh lệnh của Clayman. Vì không muốn gây hấn với ma vương Clayman nên là họ buộc phải nhịn nhục mà chấp hành các mệnh lệnh do Jazam đề ra. Nhờ cái kỹ năng dịch chuyển đã được cải tiến, Rimuru quyết định sẽ đến cứu người dân ở Eurazania về trước khi mà đại quân của Clayman tiến đến. Anh cũng ra lệnh cho Gale ngay lập tức xây dựng nhà cửa tạm thời cho người dân tị nạn ở. Fulvio đi theo Rimuru để dịch chuyển người dân từ vương quốc thú về. Từng tóp được đưa về Tempest an toàn một cách nhanh chóng. Cuộc giải cứu diễn ra cả đêm đến sáng thì hoàn tất, nhưng sức mạnh của Rimuru vẫn không hề suy giảm sau nhiều lần dịch chuyển. Đội quân ra trận cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xuất chinh. Rimuru đã thi triển thuật dịch chuyển trên quy mô toàn bộ đại quân, phút chốc tất cả đã biến mất lên đường chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Jazam. Tập 6. Quốc vương Gazelle và Elaluda cũng đã rời Tempest trước khi cuộc chiến diễn ra. Zoom cùng Theoblo đến Pharmac để đoạt ngôi vương theo đúng kế hoạch. Rimuru cùng những người còn lại cũng gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi đến hội nghị Warburgis. Khi mà Jazam đến những ngôi làng thì đã không còn một ai ở đó nên đã cấp báo về cho Clayman. Ngoài ra hắn cũng đã nghe được tin đồn Verora đã tái sinh. Hắn cũng đã tính trước kế hoạch sau khi mà Rimuru được Verora chống lưng. Có thể tất cả sẽ được định đoạt ở yến tiệc của Ma Vương. Trước đây hắn cũng đã lợi dụng Frey để hãm hại Milim. Dây chuyền Milim đeo trên cổ là một ma cụ giúp hắn khống chế cô nàng Ma Vương này. Nhưng có vẻ Free và Milim đang cùng nhau đóng một vở kịch để lừa Clayman vào chồng. Ở Bắc Cực, Ma Vương Cleon cũng đã đến gặp một người quyền lực, đó là Ma Vương Guy Grimson. Nhìn tên này gai gai vậy thôi chứ sức mạnh của hắn đến cả Leon cũng phải dè chừng. Việc tham gia dự buổi tiệc Warburgis lần này đối với họ cũng rất quan trọng, đặc biệt là khi mà Clayman đã đi quá giới hạn. Việc hắn điều khiển Ma Vương tối cổ Milim làm họ cũng khá nghi ngờ sự thật này. Nhưng quan trọng hơn hết là họ đã nắm được thông tin Clayman đã sát hại Ma Vương Carol. Sự cân bằng giữa các ma vương đã bị phá vỡ. Một cô gái kỳ lạ khác cũng xuất hiện tham gia vào buổi trò chuyện của họ, Bạch Băng Lòng Velza, một trong bốn con rồng chân chính của thế giới. Vera cũng chính là em trai của cô gái này. Việc anh thức tỉnh cũng khiến chị mình tò mò muốn đích thân đến rừng Zora để tìm hiểu. Nhưng mà tất cả đều không biết được người triệu hồi Vera lại là Rimuru. Tất cả đều tin theo lời đồn mà chủ tịch tung ra cho thiên hạ. Các ma vương đều nghĩ nhờ có lượng máu của binh sĩ Pharmac mà con rồng mới có được phóng thích và cứu nguy cho Tempest thoát khỏi sự diệt vong. Trùng hợp hơn nữa, Mirumo chính là người ngăn cản kế hoạch triệu hồi của Leon. Việc anh giúp những đứa trẻ triệu hồi da ở học viện tự do đã gây sức ép lên các nước khác và khiến cho thí nghiệm của họ bị dừng lại, làm cho kế hoạch của Leon bị phá vỡ. Có vẻ sẽ có rất nhiều ma vương là kẻ địch của Mirumo trong yến tiệc ma vương lần này. Tập 7. Do Warburgis được tổ chức ở một vùng không gian khác nên là Miro phải phong ấn sức mạnh của Jenny vào trong một cái lõi, rồi ghép vào một hình nhân để cô có thể tự do đi lại mà không bị ảnh hưởng khi rời xa khỏi rừng Zora. Nhờ phúc lành của Rimuru mà Penimaru đã tiến hóa được độc kỹ đại nguyên sói, tất cả những bước di chuyển của kẻ địch đều nằm trong tay anh. Vùng đất chết, nơi tộc đụng đầu từng bị lợi dụng sẽ là chiến trường chấm dứt mọi ân oán với ma vương Clayman. Benimaru cũng kiến nghị được phép tấn công vào lâu đài của Clayman khi hắn đã đến bữa tiệc Warburgis. Việc tấn công sẽ giao cho Soe và lão Hakuro. Vì tính chất nguy hiểm của nó, công chúa Suna đã xin được xuất trận tổng tấn công lâu đài cùng hai người họ. Đại quân của kẻ địch cũng đã bước vào vị trí mai phục. Nhưng mà ngoài những binh lính tôm tép, còn có một số kẻ sở hữu nguồn sức mạnh bí ẩn. Bộ ba lính người lông cũng xin phép được đích thân ra trận để đối phó với những kẻ địch này. Well cùng đội quân trư nhân của mình xuất hiện ở chỗ mai phục. Đoàn dư chấn đồng loạt được tung ra khiến cho mặt đất rung chuyển, nứt ra tạo thành những lỗ hổng lớn chôn vùi kẻ địch. Những ma nhân có thể thoát ra được cũng bị đội quân của Gabiru chờ sẵn, tiêu diệt ở trên không. Quân địch lúc này liên tiếp bị tiêu diệt và rơi vào hỗn loạn. Gabiru sau đó nhận được lệnh của Benimaru đi theo sau để yểm trợ cho Sophia đón tiếp những thần quan thờ rồng dưới trướng của Milim. Còn Fulvio thì đối mặt với hai tên hề từng lợi dụng anh để tấn công Tempest. Cả Gale cũng xuất hiện để hỗ trợ cho anh. Jazam lúc này đã nhận được tin đoàn quân của mình đã bị đại bại khi bị phục kích. Đã quá muộn để lật ngược ván cờ, nhưng nếu thất bại trở về thì cũng sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của Clayman. Hắn tính tẩu thoát một mình nhưng bất ngờ cũng đã bị Ombis tập kích ngăn chặn đường lui cuối cùng. Hết cách, hắn dùng kế bẩn cho những thuộc hạ của mình để đánh lạc hướng rồi, nhưng cơ hội Ombis không để ý ra tay đánh lén. Cũng may là Gubata cũng đã có mặt đỡ cho cô nàng này nhát kiếm quyết định. Nhưng mà tên này cũng nhận thức được mình không phải là đối thủ của Jazam nên là cũng tìm cách đẩy trận chiến trở lại cho cô nàng kia rồi nép sang một bên xem người lớn thể hiện.
tập 8. Miss Prey coi vậy chứ cũng vô cùng lợi hại, cũng may là hắn không có ý định kết liễu đối phương trong cuộc chiến này, chứ không là cô nàng Sophia này cũng ăn cháo đêm rồi. Tuy Gabiru có thể đánh bại được Thomas nhưng mà đối thủ mạnh nhất hiện tại vẫn là tên Miss Prey. Xuất thân của những thần quan thờ rồng này cũng từ tộc Long Nhân như là Gabiru. Chỉ có khác biệt họ là hậu duệ lai tạo giữa con người và rồng, nhưng đã từ rất lâu rồi không có một ai trong số họ có thể hóa thành rồng được nữa. Tuy vậy, những thần quan cũng thừa hưởng được sức mạnh của loài rồng và chăm chỉ luyện tập để có được kỹ năng như ngày hôm nay. Cuộc chiến bên phía Orbit cũng đã dần đi đến hồi kết. Cô đã hóa thân thành trạng thái chiến đấu mạnh nhất của mình. Sức mạnh tỏa ra khủng khiếp đến mức biến những tên lính xung quanh Zazam trở thành cát bụi ngay lập tức trong thoáng chốc. Zazam cũng hoàn toàn tê liệt khi mà chúng phải một đòn sét giáng xuống. Bỗng giọng nói Clayman xuất hiện trong đầu hắn. Đây là nước đi cuối cùng của tên ma vương. Zazam lúc này đã bị Clayman điều khiển ép hắn nuốt một viên ma ngọc. Cơ thể hắn đã bị một phần sức mạnh của Charybdis chiếm hữu. Hắn thu thập những xác chết xung quanh và biến thành một con quái vật Charybdis bản sao thu nhỏ. Midray cũng nhận ra sự xuất hiện kỳ lạ của nguồn năng lực này trên chiến trường. Bọn họ đã tạm thời dừng cuộc chiến, chữa trị vết thương cho nhau, chuẩn bị đối phó với con quái vật. Obis lúc này đã lâm vào tình thế nguy hiểm thực sự mà không thể rút lui được nữa. Khi mà tất cả đã hết hy vọng thì Penumbra bất ngờ xuất hiện một kiếm chém đôi con quái vật khổng lồ này. Tưởng nó mạnh lắm, ai ngờ chỉ với một đòn hắc hỏa cầu đã thiêu rụi con quái vật không còn gì cả. Khi mọi người còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, cuộc chạm trán giữa Penumbra và Midray nếu nổ ra hứa hẹn chắc chắn sẽ là rất mãn nhãn. Nhưng mà các thuộc hạ dưới trướng của họ cũng không muốn hai cái tên điên này choảng nhau. Thôi né né ra giùm đi mấy cha ơi, đồng minh mà my friend, hai tên này đánh nhau ai chịu nổi. Tất cả các mặt trận lúc này đều giành thắng lợi, chỉ có Fabio khi mà đụng độ với hai tên của Liên Minh Hề đã bị bán hành ra bã. Nếu không nhờ Keo xả thân hứng chọn đòn tấn công cuối cùng thì có lẽ là Fabio cũng lên bàn thờ rồi. Nhưng không hiểu tại sao hai tên đó đã tha mạng cho hai người họ và rời đi. Cuộc chiến khốc liệt kết thúc với thắng lợi cho đội quân của Penumbra và cũng may là mọi người đều được chữa trị kịp thời nên không hề có thương vong của ai cả. Tập 9. Rimuru cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi đến buổi tiệc. Lúc đó Suna cũng lên đường tiếp ứng cho nhóm của Soe tấn công lâu đài Clayman. Nhờ có Verora và Ramirez, anh cũng biết được thêm một số thông tin về những ma vương bí ẩn còn lại tham gia bữa tiệc. Bọn họ cũng từng giao đấu với Cuồng Long nhưng đôi bên đều bất phân thắng bại. Sức mạnh của họ có thể sánh ngang với Verora trong trạng thái chiến đấu hủy diệt. Đặc biệt là người có tên là Guy, hắn cũng là ma vương tối cổ sở hữu sức mạnh khổng lồ như là Milim, có thể coi là một trong những người mạnh nhất trong liên minh ma vương. Cánh cổng dẫn đến hội nghị bất ngờ xuất hiện, chỉ riêng người dẫn đường vào lối đi này cũng mang một sức mạnh bí ẩn áp đảo hệt như Tibolo. Cô ta là thuộc hạ của Guy, không biết sức mạnh của hắn còn khủng khiếp đến cỡ nào nữa đây. Rimuru cùng với Ramirez cũng bước vào cánh cổng tiến đến hội nghị. Nhóm của Suna cũng đã tiến đến gần vào lãnh địa của Clayman. Họ bị mê cung sương mù dẫn lối đến nơi có một đội quân sương chờ sẵn và họ đã bị bao vây. Đằng sau có một tên trùm cuối điều khiển đội quân này. Luôn ma lực của hắn ta cũng không phải là dạng tầm thường. Hắn ta tên là Aroman, tử linh vương, một trong năm ngón tay dưới trướng của Clayman. Khi Soe và Hakuro lao đến tấn công, lập tức đã bị những quái vật của hắn triệu hồi ngăn chặn lại. Dù có bị tiêu diệt nhưng mà con rồng thay ma vẫn có thể hồi phục lại như trước. Linh hồn của những con quái vật được triệu hồi đang nằm trong cơ thể của Adamar, nên là chỉ có cách tiêu diệt được tên này mới kết thúc được trận đấu. Suna sẽ phải đối đầu với tên trùm cuối để vượt qua được thử thách này. Một kết giới kháng ma được cô nàng thi triển đã thổi bay đi lượng lớn những tên lính xương được triệu hồi. Không những thế, những chiêu thức mà Adamar tung ra cũng đều bị Suna ngăn chặn thành công. Ma pháp cấp thần của cô cũng khiến cho đối phương cũng phải kinh ngạc. Adamar cũng từng là một giáo chủ cấp cao nhưng đã bị các đồng minh phản bội khiến ông lâm vào tình cảnh này. Từ lâu ông đã không còn tin vào thánh ma pháp nữa, nhưng nhờ có Suna mà ông mới tìm lại được sức mạnh trước kia của mình. Aroman cũng đã dùng thánh chú siêu cấp nhưng cũng đã vô tình rơi vào cái bẫy của Suna. Đòn tấn công đã hoàn toàn bị cô nàng này chế ngự. Một ánh sáng khổng lồ xuất hiện giải thoát cho tất cả những sinh linh bị Clayman giam cầm ở nơi đây. Aroman sau khi bị đánh bại đã thoát khỏi sự chế ngự của Clayman. Ông có nguyện vọng cùng mọi người quy hoàng Rimuru để xây dựng lại một cuộc đời mới. Ông cũng dẫn nhóm của Suna đến lâu đài để tỏ lòng thành ý. Rimuru đã bước đến hội nghị được tổ chức trong một không gian khác. Những ma vương ở đây đúng là mang một sức mạnh ở đẳng cấp hoàn toàn khác, đặc biệt là ma vương Guy. Free cũng xuất hiện ngay sau đó. Điểm đáng ngờ là tùy tùng của cô có cảm giác rất giống với sức mạnh của Carrier. Cleon cũng tiến vào chào hỏi Rimuru. Có lẽ mối duyên nợ của hai người này sẽ còn dài sau hội nghị lần này. Milim dưới sự khống chế của Clayman cũng bước đến. Hắn còn thẳng tay đánh Milim trước mặt các ma vương khác làm cho mọi người cũng giật cả mình. Tập 10. Mở đầu hội nghị, Clayman đã lên án việc Rimuru giết thuộc hạ của hắn, đồng thời kích động Caron cùng tạo phản chống lại các ma vương khác. Clayman đã kêu gọi các thành viên trong liên minh ma vương ra tay trừ khử chủ tịch nhà ta. Nhưng Clayman cũng đã rơi vào bẫy trong kế hoạch của Rimuru.
Muran hiện giờ vẫn còn sống. Hơn thế nữa, anh cũng ghi lại khoảnh khắc tên ma vương này điều khiển thuộc hạ của mình biến thành Charybdis tấn công mọi người. Những bằng chứng này đã khiến cho hắn rơi vào ngõ cụt. Các ma vương khác cũng không còn quan tâm tới những lời nói kích động của Clayman. Ở Wolverine, kẻ mạnh mới có thể làm chủ tất cả. Dù có đầy đủ chứng cứ nhưng mà cuối cùng, Rimuru vẫn sẽ phải đánh bại Clayman để chứng minh ngôi vị ma vương của mình. Sion đã lao đến tung liên hoàn cước chừng trị cái tên ma vương hèn hạ này. Cuộc chiến của hai phe bắt đầu diễn ra. Gai cũng sắp xếp riêng một sàn đấu cho hai bên tham chiến. Những người bên ngoài kết giới sẽ không thể nào tác động được vào những người ở bên trong. Milim cũng đã bị điều khiển lao đến điên cuồng tấn công về phía của Rimuru. Vì không muốn tổn hại đến người bạn của mình nên là anh chỉ còn biết tránh né. Ramirez bên ngoài đấu trường cũng xin cho Peresta được tham gia tham chiến cùng Rimuru. Dòng dõi của Peresta rất hiếm khi gặp được, cô cũng cùng chung tộc với Diablo. Cô Golem này đã được tham chiến trợ giúp cho Rimuru, đồng thời anh cũng biết được Hắc Quỷ Tổ dù rất mạnh nhưng mà cũng chấp nhận làm thuộc hạ dưới trướng của chủ tịch. Có Peresta trợ giúp, lực lượng Rimuru đã chiếm lại lợi thế, nhưng anh cũng không thể đánh bại được Milim. Trong một lượt tấn công hút sinh lực của đối phương, anh đã mắc bẫy của cô nàng. Đùng! Tưởng rằng tất cả đã kết thúc thì Verora đã xuất hiện ngay lúc đó, cho luôn một cú đấm thẳng vào óc O nhưng mà có vẻ là cũng không nhầm nhò gì cho lắm. Tập 11, Suga đang tính tới đây xin mấy cuốn truyện về độc mạnh vừa tới đã bị đấm một cái đau muốn chết đi được à. William cũng là cháu của Verora, thôi lỡ tới rồi, lo cô nàng này luôn đi nha, bả mạnh quá à. Rimuru quay lại trợ giúp cho Rangar, giải thoát cho những con quái vật bị Clayman khống chế điều khiển. Beretta cũng đã hoàn tất nhiệm vụ của mình, cô còn rã luôn cái tên người máy đối đầu với mình. Cô bộ cô nàng thượng quỷ này cũng mạnh gớm lắm đi chứ, chẳng trời. Clayman cũng tung ra đòn ấn chú áp chế ma vương lên Sion nhưng mà chiêu thức này không lợi hại như hắn nghĩ. Sion đã dễ dàng thoát được mà không có vết xước nào. Lâm vào đường cùng, Clayman biến thân thành trạng thái chiến đấu cuối cùng. Thân phận trong liên minh hề có lúc này của hắn cũng đã bị bại lộ. Nhưng điều đó cũng không thể làm cho cô nàng thiên tà quỷ kia chung bước. Những pha tấn công đột phá phút chốc đã áp chế được Clayman. Hắn quay sang cầu cứu Milim nhưng mà cô vẫn còn đang bận với ông chú Venora. Thế này ở trong bụng Rimuru quá lâu nên là bắt chước mấy cái chuyện tranh hắn đọc được đây chứ đâu. Tung mấy chiêu Kamehameha của Son Goku nhưng mà uy lực không thể phá hủy được cả hành tinh này đâu nha. Thật ra Milim cũng không hề bị khống chế. Vở kịch mà cô đóng chỉ để lừa Clayman phải lộ bộ mặt thật của mình trong hội nghị lần này thôi. Kheron cũng chưa bị giết. Tên Clayman đã nổi điên khi biết mình mới là người bị lừa trong thời gian qua nhưng mà vẫn không thể thoát được lưỡi kiếm của Sion. Sức cùng lực kiệt, cuối cùng thì Clayman cũng đã bị hạ cho đo ván. Nhưng mà nếu không bị khống chế mà thổi bay cả vương quốc của người ta thì tính làm sao đây hả cưng? Diễn gì mà nhập tâm quá vậy, xém nữa là giết Charon bà nó luôn rồi. Mà thôi, dù sao cũng nhờ vậy mới có thể bẫy được cái tên Layman. Charon cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của Rimuru trong lúc người dân của anh gặp nạn. Sự thật thì Clayman chỉ là tên yếu nhất trong liên minh hệ được những thành viên khác giao cho chức vụ ma vương, chi phối các ma vương còn lại. Tuyệt vọng hắn đã hiến tế cả linh hồn và thể xác của mình để đổi lấy sức mạnh cực đại. Một luồng sức mạnh bí ẩn phát ra từ người hắn khiến cho không gian xung quanh rung chuyển, biến đổi cơ thể hắn trở lại bình thường sau những vết thương mà Sion gây ra. Nhưng đây cũng là cơ hội để Rimuru chứng minh vị thế của mình trong liên minh ma vương. Tập 12, Clayman tung ra đòn hất cầu khổng lồ về phía Rimuru và hắn cũng tính nhân cơ hội trốn thoát khi mà đòn tấn công của mình phát nổ, nhưng ngoài dự tính, chủ tịch nhà tao đã dùng tuyệt kỹ hấp thụ hết toàn bộ đòn tấn công vừa rồi. Anh cũng sao chép được kỹ năng tạo kết giới của Gai để ngăn không cho tên Clayman trốn thoát được. Chiêu thức mạnh nhất của Clayman cũng được tung ra để cứu vãn tình hình nhưng mà cũng bị Rimuru hấp thụ hết. Liên tiếp là những cú đấm uy lực của chủ tịch khiến cho bao kẻ địch phải trao đảo mà không kịp phản kháng lại. Hắn cũng hoảng sợ khi biết lần này mình sẽ không thể tái sinh được nữa. Đòn hấp thụ cuối cùng của Rimuru đã xóa sổ ma vương Clayman. Cậu cũng được những ma vương còn lại công nhận vị trí của mình. Thân phận thật sự của ma vương Valentine cũng đã bị bại lộ bởi hai chú cháu nhà rồng. Cô đã phái Roy lập tức trở về thánh địa để đề phòng, nhưng lúc cô vắng mặt, những tên hề kia sẽ lẻn vào căn cứ của mình. Cái tên Kazalim cũng được mọi người nhắc tới. Hắn từng bị giết dưới tay ma vương Clon. Có vẻ sự việc lần này cũng là Kazalim đứng đằng sau ra lệnh cho Clayman. Nhưng việc hắn tái sinh ở thế giới này là quá nhanh, có vẻ là có kẻ nào đó đã giúp cho hắn. Trước khi kết thúc buổi họp, Frey và Charon cũng xin thoái vị ma vương và đầu quân cho Milim. Sức mạnh hiện tại của cả hai người họ thật ra đều không thể sánh bằng các ma vương có mặt ở đây. Cô nàng này lăn ra giấy đành đạch mà cũng không thể thoát khỏi mấy cái tên của nợ này. Nếu vậy thì lại phải đặt tên cho liên minh này lại rồi. Mà nói đến đặt tên thì không ai qua được cái anh chàng Rimuru nhà ta đâu nhỉ. Dù anh cũng đã từ chối nhưng mà cũng không thể thoát khỏi được rồi. Không đặt tên là tao chặt đó mày. Thôi thì đặt vậy chứ đánh nhau với cái tên này là lớn chuyện à. Sau một hồi suy nghĩ thì cái tên bác tinh ma vương Oxtram cũng được mọi người có mặt đồng ý. Cuộc họp Warburgis kết thúc suôn sẻ với ngôi vị tân ma vương của Rimuru. Flalay, nhưng cơ hội này cũng đã đột nhập vào thánh địa tìm giáo hoàng nhưng bất ngờ đã gặp Hinata. Hắn lập tức bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Ra bìa rừng thì bị Roy chặn lại.
Sau khi nghe tin Lyman đã bị chết, hắn đã nổi điên lên trước sự ra đi của người bạn của mình. Lần trước bố mày nhường đấy, lần này đánh thật cho mày biết. Roy nhanh chóng bị Bradley khống chế, ẩn thuật của anh cũng không còn tác dụng. Tên hề đã nắm quả tim của Roy trong tay, hắn đã bóp nát quả cam, bóp nát quả tim tiêu diệt Roy. Tên này cà rỡn chứ đánh thật thì hơi bị mạnh đấy. Vậy là season 2 đã kết thúc tại đây rồi. Mong các bạn hãy đón xem những chuyến hành trình của Rimuru sau khi trở thành ma vương cùng những diễn biến khác của câu chuyện này cùng với AL vào một thời gian không xa nhé, vì hiện tại là bộ phim đã tạm ngừng ở season 2. Bye bye và hẹn gặp lại ở series khác.